chương 3161, hóa cuồng thần đan. Dấu lớn trầm tường đi tới, hỏi, sẽ là chuyện quan trọng gì, nhạc? Diệt nhiên lắc đầu nở nụ cười, cùng trầm tường đi vào trong sảnh. Ta không phải mới vừa nói sao, chủ nhân của Sơn Trang này muốn tuyên bố một việc lớn. Nhạc diệt nhiên uống một hớp trà, hắn. Không phải nói muốn ở thiên đan đại sẽ lúc mới bắt đầu tuyên bố sao? Trầm tường nói rằng, làm sao hiện tại liền muốn bắt đầu tuyên bố, phỏng chừng là ngồi không yên nhạc diệt nhiên cười nói mặc kệ hắn đến thời điểm chúng ta đi nhìn liền biết đến rồi hoàng hôn nhạc diệt nhiên mang theo trầm em mờ tường đi tới trang chủ tòa nhà chỗ ấy càng thêm lớn tòa nhà phía trước chính là một quảng trường khổng lồ lúc này rất nhiều người cũng đã ở nơi đó trầm tường cùng nhạc diệt nhiên đi tới nhạc diệt nhiên liền mang theo trầm tường đi tới phía trước nhất ở phía trước nhất có tòa ghế tựa nhạc diệt nhiên loại này thượng tân có một bàn ghế nhưng bọn họ chỉ có hai người vì lẽ đó hai người tọa một bàn hơn nữa những người khác đều là ngồi đầy này nhưng là một cái nhân loại nha sát vách bàn kia có người kinh ngạc nói âm thanh tràn ngập xem thường những người khác sau đó cũng quăng tới ánh mắt khinh bỉ này không phải nhạc lão sao nhân loại này có chỗ đặc biệt gì một ông già cười hỏi cũng không chỗ đặc biệt gì chỉ là sẽ luyện chế cuồng lực đan tốt hơn mà thôi có thể đem chân ra chân minh huy đánh bại nhạc diệt nhiên nói rằng nguyên lai chân minh huy chính là hắn đánh bại nha vẫn tính có chút bản lãnh bằng không cũng không thể bị ngươi vừa ý nhân loại này có phải là cũng dùng thiên cổ thần tộc người huyết mạch làm sao sẽ lợi hại như vậy ông lão kia âm thanh quái gở phảng phất có chút đố kỵ chân minh huy bị đánh bại sự tình rất nhiều người đều nghe nói lần tụ hội này chính là để trẻ tuổi luận bàn mà chân minh huy ở trẻ tuổi bên trong có thể coi là có chút tên tức giận có điều nhưng bại bởi một người hướng về một cửa hàng trưởng quỹ quỳ xuống nhận sai đây chính là rất lớn sỉ nhục nha mà ở rất nhiều thiên cổ thần tộc người trong mắt bại bởi một kẻ loài người muốn so với quỳ xuống nhận sai càng thêm sỉ nhục vì lẽ đó chân minh huy hiện tại nhưng là hận thấu trầm tường nhạc diệt nhiên đột nhiên mạnh mẽ chừng một chút phụ cận những người kia thả ra một luồng uy thế để bọn họ không dám lại chê cười hừ đánh bại chân minh huy có gì đặc biệt đánh bại chân minh huy lại liền dám tới nơi này tham gia loại này đại hội mặt sau một nam tử cười lạnh nói nhạc diệt nhiên quay đầu nhìn lại nhìn thấy nam tử này ăn mặc vàng son lộng lẫy rất là quý khí hơn nữa phía sau còn theo một đám người hắn chỉ là hừ một tiếng không nói thêm gì người kia là ai trầm tường phi thường hiếu kỳ cho nhạc diệt nhiên truyền âm hỏi dò hắn nhìn ra được nhạc diệt nhiên có chút kiêng kỵ người này thiên cổ hoàng thất thành viên hẳn là một hoàng tử nhạc diệt nhiên nói rằng ta rất đáng ghét thiên cổ hoàng thất bọn họ sớm muộn có một ngày sẽ xong đời ngươi không cần để ý tới bọn họ nhạc diệt nhiên cùng trầm tường lúc này đều nhìn về phía trước cái kia đài cao không tiếp tục để ý cái này thượng tân ghế các loại đối với bọn họ chê cười trầm tường không nghĩ tới thiên cổ thần tộc người lại như vậy bài xích nhân loại bởi vì ở này thượng tân tịch bên trong chỉ có hắn một người là người loại cái khác đều là thiên cổ thần tộc người bọn họ cho rằng đem một người làm đi vào là chịu đến rất lớn sỉ nhục nguyên bản bọn họ cho rằng như vậy châm chọc nhạc diệt nhiên sẽ làm trầm tường rời đi thế nhưng nhạc diệt nhiên nhưng thờ ơ không động lòng mặc dù trầm tường phải đi hắn cũng sẽ không để cho trầm tường rời đi trang chủ đến rồi một người đột nhiên hô nhanh để trang chủ đem cái kia người đến lấy đi đi như thế nhỏ yếu một kẻ loài người hắn liền không sợ bị chúng ta khí thế cho hù chết sao chính là chính là trầm tường nhìn thấy người trang chủ kia là một cao cao đại đại ông lão đầy mặt nghiêm túc hắn vừa xuất hiện sau khi tất cả mọi người không dám nói chuyện lớn tiếng hắn thật giống cũng biết trầm tường sự tình có điều hắn cũng không có như những người khác như thế bài xích nhân loại cũng không biết là tại sao điều này làm cho đang ngồi thiên cổ thần tộc mọi người cảm thấy nghi hoặc xem ra hắn là thật sự đi qua vạn đạo bên trên nhạc diệt nhiên cho trầm tường truyền âm cười nói bởi vì ở vạn đạo bên trên một ít nhân loại là rất mạnh mẽ còn có thể luyện chế đan linh hắn là không dám coi khinh nhân loại hóa ra là như vậy nha trầm tường hiện tại cũng rõ ràng tại sao nhạc diệt nhiên thái độ đối với hắn sẽ như vậy hóa ra là biết nhân loại cũng có thể rất mạnh các vị ta để cho các ngươi đi tới nơi này là muốn để cho các ngươi mở mang ta thành quả trang chủ mặt nghiêm túc trên lộ ra một tia nụ cười đắc ý sau đó vẫy vẫy tay chỉ thấy một tên mặc áo lam anh tuấn nam từ từ phía dưới đi lên nhìn thấy tên này nam tử mặc áo lam nhạc diệt nhiên nhất thời hoàn toàn biến sắc mà trầm tường cũng cảm giác được một ít hơi thở phi thường quen thuộc là đan khí tức hơn nữa là loại kia phẩm chất phi thường cao đan mới có khí tức ở trước đây không lâu trầm tường liền luyện chế quá loại này đan vì lẽ đó hắn hết sức quen thuộc loại khí tức này lúc này trái tim của hắn cũng ở đập bịch bịch bởi vì nam tử mặc áo lam kia chính là một đan linh người trang chủ này thành công hắn luyện chế thành công ra đan linh đến dưới đáy cũng có mấy lão già nhìn ra rồi chỉ có biết đan linh sự tình người mới sẽ kinh ngạc như thế đây là ta to lớn nhất thành quả trang chủ cười ha ha cười đến phi thường đắc ý đây là cái gì thành quả mấy người cảm thấy phi thường nghi hoặc bọn họ biết nam tử mặc áo lam này khác với tất cả mọi người thế nhưng là không thấy được đây là cái gì, đây là hóa cuồng thần đan. Nhạc diệt nhiên đột nhiên nói rằng, lời nói của hắn để rất nhiều người càng thêm nghi hoặc. Những này thiên cổ thần tộc người tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ nhưng không làm sao biết đan linh sự tình, trang chủ đối với nhạc diệt nhiên. Khẽ mỉm cười, nhạc huynh quả nhiên là kiến thức rộng rãi nha. Không ngại ngươi cho chào mọi người dễ bàn nói chuyện này, nhạc. Diệt nhiên đứng dậy, cao giọng nói rằng. Nếu như đem bất kỳ một hạt ngạo thế cuồng đan phẩm chất luyện chế đến mức tận cùng thời điểm, sẽ sinh ra đan linh, đan linh thực lực phi thường đáng sợ. Bản thân liền nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ ngạo thế cuồng lực mà tự thân còn hiểu đến luyện đan, còn có thể thông qua thân thể của chính mình nhanh chóng ngưng đan đi ra. Quan trọng nhất chính là đối với chủ nhân tuyệt đối trung thành, sau. Đó, trang chủ lại tiến một bước giải thích đan linh sự tình để rất nhiều người hô to khó có thể tin rất nhiều người đều không thể tin được bởi vì này vốn là để người không thể tưởng tượng nổi sự tính thế nhưng bọn họ nhìn thấy nhạc diệt nhiên cùng với mấy cái ở thiên cổ thái giới luyện đan lĩnh vực đều phi thường có tiếng vọng lão luyện đan sư biểu hiện liền biết này không phải giả luyện chế ra đan linh liền có thể nắm giữ sức mạnh càng thêm cường đại nếu là luyện chế nhiều ra một ít cái kia chẳng phải là phi thường đáng sợ trầm tường trong lúc vô tình nhìn một chút ngày đó cổ hoàng thất hoàng tử sắc mặt dĩ nhiên có chút không dễ nhìn trầm tường đoán chừng một chút cảm thấy là người hoàng tử kia có thể có thể cảm giác được bọn họ hoàng thất địa vị chịu đến uy hiếp nhạc lão người biết đan linh chuyện này nhưng ngươi nhưng không có luyện chế ra đến thực sự là đáng tiếc nha một ông già ha ha cười nói nhạc Diệt nhiên lão, không địch lại trang chủ, xem vẻ mặt ngươi hẳn là phi thường đố kỵ đi, hẳn là, đây chính là luyện đan sư đỉnh cao nhất mà hắn không cách nào đến, này. Mấy cái nói móc nhạc diệt nhiên ông lão cũng đều là luyện đan sư. Nhìn dáng dấp là nhạc diệt nhiên đối thủ cũ. mươi 3162, tiếp cận thành công. Dấu lớn nhạc diệt nhiên có chút tức giận, hắn cũng không có đi phản bác những người kia. Chỉ là lẳng lặng nhìn cái kia đan lên. Hóa cuồng thần đan nhưng là cấp trung ngạo thế cuồng đan, vẫn tính khá là đắt giá. Khá là lão một điểm luyện đan sư đều hiểu đến luyện chế. Dược liệu thuộc về loại kia khá là quý, bởi vì cần trồng cho thời gian rất lâu mới được, người trang chủ kia xem thấy mọi người đều. Đầy mặt sùng bái nhìn hắn, điều này làm cho hắn rất là đắc ý, hôm. Này chỉ tới đây thôi, chờ có cơ hội ta lại cho đại gia biểu diễn ta này đan linh chỗ lợi hại. Ta vừa luyện chế ra đến không bao lâu, vẫn không có quen thuộc, chờ ta quen thuộc sau khi. Nhất định sẽ cùng chào mọi người tốt chia sẻ. Chàng chủ cười to nói, lại có thêm mấy ngày liền muốn bắt đầu thiên đan đại hội. Điều này cũng có thể khích lệ hậu bối, có thể làm cho bọn họ có một tấm gương, nhạc. Diệt nhiên tối rời đi trước nếu không là muốn cùng trầm tường tham gia thiên đan đại hội. Hắn nhất định sẽ lập tức rời đi nơi này hắn nguyên tưởng rằng ở thiên cổ thái giới bên trong hắn là cái thứ nhất luyện chế ra đan linh. Luyện đan sư, nào có biết dĩ nhiên có một người muốn so với hắn càng sớm hơn luyện chế ra đến. Hơn nữa, người này còn cố ý ở trước mặt hắn, khoe khoang, sau khi trở về. Nhạc diệt nhiên từng ngụm từng ngụm thở hổn hển tức. Chết ta, đám người kia lại dùng chuyện này đối với ta chê cười. Lại không phải bọn họ luyện chế ra đan linh đến, đám khốn kiếp này, sớm muộn có một ngày ta muốn cho bọn họ biết đắc tội ta hậu quả. nhạc diệt nhiên cả giận nói người trang chủ này cũng thật đúng. này tỏ rõ chính là muốn ở trước mặt chúng ta khoe khoang, muốn cho ta mất mặt thế. nhưng người trang chủ này xem ra cũng không giống loại người như vậy nha. trầm tường nói rằng biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. À. cái tên này xem như là ta hậu bối, bây giờ hắn đan thuật vượt qua ta, nhất định phải cố gắng khoe khoang một phen, bây giờ được rồi hắn nhưng là thiên cổ thái giới bên trong đệ nhất luyện đan sư nhạc diệt nhiên hừ một tiếng cái tên này không phải là dựa vào chính mình có một tốt luyện đàn điều kiện sao điều kiện gì trầm tường hỏi người trang chủ kia xem ra cũng là như vậy thân thế của hắn phi thường ly kỳ vừa sinh ra không bao lâu liền nắm giữ lượng lớn truyền thừa những truyền thừa khác đều là cùng luyện đan có quan hệ vì lẽ đó hắn từ nhỏ liền bắt đầu luyện đan nhạc diệt nhiên nói rằng hắn sinh ra khi đó ta cũng đã rất nổi danh cha mẹ hắn là lai lịch gì trầm tường hỏi người trang chủ kia có thể luyện chế ra đan linh đến hơn nửa đều là bởi vì cha mẹ hắn luyện đan truyền thừa ta không biết khả năng là ở vạn đạo bên trên nhạc diệt nhiên lắc lắc đầu nói chung hắn cái này thiên đan sơn trang tồn tại rất nhiều năm hơn nữa thiên cổ hoàng thất đều phải cho hắn mặt mũi có thể tưởng tượng được trầm tường vừa nãy cũng nhìn thấy cái kia thiên cổ hoàng thất hoàng tử, rất có khí thế. Thực lực cũng không kém, cái này thiên đan sơn trang trang chủ có thể luyện chế ra đan linh. Khẳng định càng thêm chịu đến thiên cổ hoàng thất coi trọng. Hắn cái này hóa cuồng thần đan đan linh lẽ ra có thể lượng lớn sinh sản hóa cuồng thần đan đi. Này thật đáng sợ, trầm tường nói rằng, hắn cũng là biết hóa cuồng thần đan. Loại này đan nhạc diệt nhiên cũng hiểu được luyện chế trầm tường trước liền từ cái kia bản sách nhỏ bên trong từng thấy đúng thiên cổ hoàng thất vẫn luôn biết người trang chủ này rất mạnh hơn nữa quay về trang chủ rất tốt đón lấy nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng người trang chủ này tiến hành hợp tác nhạc diệt nhiên gật đầu nói hóa cuồng thần đan bản thân liền tương đối ít có thể luyện chế luyện đan sư không nhiều mà giống chúng ta những này khá là lão luyện đan sư lại xem thường đi luyện chế vì lẽ đó dẫn đến loại này đan khuyết thiếu cấp. Trung ngạo thế cuồng đan tương đối ít, lão luyện đan sư xem thường luyện chế. Những luyện đan sư khác vừa không có cái kia trình độ, mà loại này cấp ngạo thế khác cuồng đan nhu cầu lượng cũng là rất lớn. Bởi vì này phi thường thích hợp ngạo thế cuồng cảnh trung kỳ, phải nhanh lên một chút vượt qua. Ngạo thế cuồng cảnh trung kỳ liền cần cấp trung ngạo thế cuồng đan vì lẽ đó cấp trung ngạo thế cuồng đan cực kỳ trọng yếu nhìn dáng dấp hắn còn có thể luyện chế nhiều mấy cái đan linh đi ra đến thời điểm không dám tưởng tượng nha nhạc diệt nhiên nói rằng xem ra ta đón lấy cũng phải nỗ lực một điểm mới được không thể bị cái tên này coi thường ông chủ người nhất định có thể thành công trầm tường lúc này đang suy nghĩ có muốn hay không đem mình luyện chế nhưng sự tình nói cho nhạc diệt nhiên cân nhắc chỉ chốc lát sau trầm tường cuối cùng quyết định đem chuyện này nói cho nhạc diệt nhiên bởi vì hắn hiện tại cũng không biết xảy ra vấn đề ở đâu dẫn đến hắn đan linh chưa thành công ông chủ ta bế quan mấy tháng này ngươi biết ta đang làm gì sao trầm tường sắc mặt nghiêm túc hỏi ngươi đang làm gì nhạc diệt nhiên mặc dù hiếu kỳ nhưng trước hắn cũng không có hỏi dò khi đó trầm tường chỉ là nói cho hắn không có đi luyện chế cái khác đan ta đang luyện chế cuồng lực đan cao nhất phẩm chất cuồng lực đan trầm tường nói rằng nhạc diệt nhiên nghe được sau khi vô cùng kinh ngạc gấp giọng nói rằng đây là có thật không người hiện tại liền bắt đầu luyện chế trầm tường gật gật đầu thế nhưng thực lực của ngươi bây giờ có hạn nha nhạc diệt nhiên khó có thể tin như vậy kết quả thế nào rồi trầm tường lắc đầu thở dài lấy ra lấy ra cái kia đỏ như màu máu tinh thể tinh thể này nguyên bản là màu trắng đến cuối cùng hấp thu dòng máu của hắn sau khi mới biến thành màu đỏ cuối cùng chính là như vậy trầm tường trên lòng bàn tay cái kia hình tròn tinh thể chính đang run lên lên như là trái tim như thế đang nhảy nhót chuyện này nhạc diệt nhiên sau khi nhìn thấy suýt chút nữa đem cặp kia lão mắt cho trường đi ra hắn làm sao không nhìn ra này hạt tinh thể ý vị như thế nào đây là cao nhất phẩm chất cuồng lực đan nha nhạc diệt nhiên có thể cảm nhận được cao nhất phẩm chất đặc hữu khí tức này cùng trước thiên đan trang chủ biểu diễn đan linh như thế đều có một luồng loại kia đặc biệt khí tức ta hiện tại này tính là gì có phải là thành công trầm tường đối với này phi thường sự bất đắc dĩ xem như là thành công chỉ có điều chỉ có điều không có biến thành người nhạc diệt nhiên nhận lấy cẩn thận nhìn một chút sau khi lắc lắc đầu ta hiện tại cũng không biết là nguyên nhân gì người có thể hay không lưu lại nơi này nhi cho xem mấy ngày. Ta giúp người tìm tới nguyên nhân, đương nhiên có thể. Trầm tường hiện tại cũng cần một đan linh, nếu như xuất hiện một cuồng lực đan linh. Hắn không cần luyện chế liền có thể nắm giữ lượng lớn cuồng lực đan, ta. Hiện tại liền cẩn thận nghiên cứu một chút, ở thiên đan đại sẽ bắt đầu trước. Ta sẽ đi tìm được ngươi rồi. Nhạc diệt nhiên nói rằng sau đó vội vàng đi vào trong mật thất trầm tường sau khi trở lại phòng của mình phong khả nhi hỏi ngươi liền như vậy tín nhiệm hắn nha ta đối với ánh mắt của chính mình còn là phi thường tự tin người ông chủ này không phải cái khác thiên cổ thần tộc người trầm tường cười nói ta cảm thấy hắn cùng trần tài cái tên này như thế nói không chắc là thiên cổ thần tộc người và người loại kết hợp sinh ra được chỉ bất quá hắn ẩn giấu rất khá vì lẽ đó không có bị phát hiện đây chỉ là ngươi suy đoán mà thôi phong khả nhi nói rằng hy vọng hắn có thể cho ngươi trợ giúp đến thời điểm chúng ta liền có thể nhanh lên một chút nắm giữ một cái đan linh ta thì có ăn không hết cuồng lực đan nhất định sẽ thành công đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn trầm tường trước cùng phong khả nhi nhưng là nỗ lực rất lâu bọn họ đương nhiên hy vọng có thể thành công, mấy ngày nay chờ đợi để bọn họ đều cảm thấy có. Chút dài lâu, mà ngày mai sẽ là thiên đan đại sẽ bắt đầu. Trầm tường căn bản chưa hề đem tâm tư thả ở trên mặt này. Mà là đang đợi nhạc diệt nhiên đi ra, đến buổi tối. Nhạc diệt nhiên mới vội vàng từ mật thất chạy đến, hơn nữa còn đầy mặt vui sướng. mươi 3163, Đan Linh ngưng đan dấu lớn ở trong sảnh trầm tường nhìn thấy nhạc diệt nhiên đi ra bỗng nhiên đứng lên đi tới ông chủ có phát hiện gì sao nhạc diệt nhiên lấy ra cái kia đỏ như máu sắc dược tinh thể nói rằng ngươi xem một chút bên trong trung gian đây là trầm tường đến gần cẩn thận nhìn một chút sau khi nói rằng này không phải một rất nhỏ thai nhi sao đúng đây chính là một tiểu thai nhi nhạc diệt nhiên nói rằng ta mấy ngày nay đều đang không ngừng chuyển vận lượng lớn sinh mệnh lực lượng đi vào mới dựng dục ra đến hóa ra là muốn làm sao luyện chế nha trầm tường đem dược tinh thể nhận lấy nói rằng như vậy sau đó thì sao có phải là phải tiếp tục chuyển vận sinh mệnh lực lượng đi vào hừm còn không ngừng mà chuyển vận đi vào mãi đến tận cái kia tiểu thai nhi tỉnh lại nhạc diệt nhiên nói rằng ông chủ trước ngươi có hay không luyện chế đến một bước này làm sao ngươi biết mặt sau trầm tường đối với này rất là hiếu kỳ nhạc diệt nhiên cũng chỉ là ở vạn đạo bên trên biết đan linh sự tình thế nhưng cũng không biết luyện chế cụ thể quá trình đi ta biết một chút nhạc diệt nhiên nói rằng dược tinh thể bên trong tiểu thai nhi sau khi tỉnh lại liền sẽ trực tiếp thôn phệ dược tinh thể sau đó nhanh chóng trưởng thành sau khi ngươi liền không cần phải để ý đến hắn chờ hắn sau khi lớn lên ngươi chỉ cần đem một vài ký ức chuyển vận cho hắn cũng chính là chuyển vận truyền thừa cho hắn là được hắn có thể chính mình học tập cũng thật là thần kỳ nha trầm tường nói rằng ngươi mới thần kỳ hiện tại tiến vào liền có thể luyện chế ra đan linh ngươi là làm sao luyện chế nhạc diệt nhiên đối với trầm tường đan thuật phi thường hiếu kỳ ta sử dụng diễn sinh pháp Trầm tường nói rằng, diễn sinh pháp. Ta cũng là dùng diễn sinh pháp, người diễn sinh pháp là cùng ai học. Nhạc diệt nhiên đầy mặt khiếp sợ, người lại cũng hiểu được sử dụng diễn sinh pháp ta. Là cùng vạn đạo đan thần học tập. Trầm tường nói rằng, cho tới là ai truyền thụ cho hắn ta liền không biết. Nói chung hắn đã mất đi, ta cũng chưa từng thấy hắn, trầm. Tường giữ vạn đạo đan thần lại truyền thừa sự tình nói cho nhạc diệt nhiên, này người ta cũng đã từng nghe nói không nghĩ tới hắn sử dụng cũng là diễn sinh pháp hắn xác thực chết rồi đáng tiếc nhạc diệt nhiên thở dài nói ta diễn sinh pháp cũng không phải với hắn học tập như vậy là hướng về ai học tập trầm tường lại hỏi hắn gọi là vương đạo nhạc diệt nhiên để trầm tường sửng sốt lão vương trầm tường đúng là không nghĩ tới vương đạo cái này bán quỷ lão đầu nhưng là một cái phi thường thần bí gia hỏa lại là nhạc diệt nhiên sư phụ, người cũng biết hắn nha. Nhạc diệt nhiên lúc này giống như trầm tường kinh ngạc, nhận thức nhưng không tính quá thuộc. Trầm tường gật gật đầu, sau đó đem vương đạo sự tình nói cho nhạc diệt nhiên, hắn. Bây giờ ở vạn đạo bên trên quả thật có chút phiền phức. Nhạc diệt nhiên gật gật đầu, có điều hắn không cần ta đi hỗ trợ. Hắn xem như là sư phụ của ta, đúng rồi. Ngươi còn không nói cho ta ngươi là làm sao luyện chế đây ta cũng là sử dụng diễn sinh pháp. Nhạc diệt nhiên cười nói, không nói những kia trước tiên, ta. Sử dụng trận bàn phóng thích phong ấn lực lượng. Trầm tường lấy ra lục đạo thần kính, nhạc diệt nhiên nhìn một chút sau, gật đầu nói. Thì ra là như vậy, thế nhưng. Thế nhưng ngươi tu vi bây giờ hẳn là không đầy đủ ngạo thế cuồng lực đi duy trì trận bàn phóng. Thích phong ấn lực lượng nha, ta sử dụng ngạo thế của Nguyên Châu ta trước từng chiếm được mấy hạt toàn bộ dùng đi mới thành công. Trầm tường bất đắc dĩ than thở tu vi của ta bây giờ quá thấp. Không cách nào duy trì tiêu hao, tuy nhiên phi thường lợi hại nha. Nhạc diệt nhiên phi thường khâm phục trầm tường bởi vì hắn chưa thành công. Mà trầm tường cái này liền ngạo thế cuồng cảnh đều không có đến tiểu quỷ nhưng thành. Công, chuyện này ngươi tuyệt đối không nên nói cho những người khác nếu là bị thiên cổ hoàng thất biết rồi, bọn họ nhất định sẽ xuống tay với ngươi. Bọn họ cùng ta không giống nhau. Nếu để cho bọn họ biết một mình ngươi loại cũng có thể luyện chế ra mạnh mẽ đan linh đến. Bọn họ nhất định phải đem ngươi hủy diệt, hoặc là đem ngươi nô dịch. Nhạc diệt nhiên dặn dò, cái này, dược tinh thể chính ngươi lấy về dưỡng dục. Đã tiếp cận thành công, ưm, trầm tường gật gật đầu ngày mai còn muốn tham gia thiên đan đại hội có phải là muốn tiến hành so thử cái gì đúng nhạc diệt nhiên nói rằng ta đã giúp báo danh đương nhiên ngươi nếu là không muốn đi cũng có thể không đi mấy ngày trước nhạc diệt nhiên liền nhìn thấy rất nhiều người đều ở đối với trầm tường chê cười trầm tường nếu là không đi thì sẽ không nghe thấy mấy lời đồn đại nhảm nhí này hắn cũng biết trầm tường không sẽ để ý những này chỉ bằng trầm tường bây giờ có thể luyện chế ra đan linh đến nắm giữ trình độ loại này luyện đan sư là đủ tự kiêu nắm giữ một viên phi thường mạnh mẽ nội tâm trầm tường cầm dược tinh thể trở lại trong phòng mình sau đó đem dược tinh thể giao cho mỹ cảnh tỉ muội các người có thể khống chế sinh mệnh lực lượng dùng để rót vào tinh thể bên trong trầm tường căn dặn mỹ cảnh tỉ muội làm cho các nàng đến dưỡng dục tinh thể không thể thích hợp hơn tinh thể là dùng dòng máu của hắn luyện chế ra đến lấy cuối cùng nhất định sẽ trung thành với hắn hiện tại trầm tường rất là chờ mong này đan linh trưởng đại một khắc đó đến thời điểm hắn liền nắm giữ đan linh bởi vậy liền có thể nắm giữ lượng lớn cuồng lực đan chúng ta đều có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ phong khả nhi cười nói những này thiên cổ thần tộc người đến thời điểm ở trong mắt chúng ta đều là cặn bã, ngày mai sẽ phải thiên đan đại hội, đi tập hợp tham gia trò vui. Thắng thua đối với ta mà nói đều không trọng yếu. Trầm tường cũng là đi tăng cường kiến thức. Nơi này luyện đan sư luyện chế đều là lấy ngạo thế cuồng đan làm chủ, mà hắn hiện tại cũng chỉ là hiểu rõ nhất cuồng lực đan mà thôi, hừng. Đông, trầm tường đi ra khỏi phòng sau khi liền nhìn thấy nhạc diệt nhiên ở trong sảnh chờ hắn, ngươi hiện tại không đi không có quan hệ gì thực lực của ngươi đủ mạnh nhạc diệt nhiên nói rằng tuy rằng ngươi tu vi bây giờ không cao thế nhưng ngươi luyện đan trình độ ở cùng thế hệ bên trong toán là phi thường ưu tú dù sao đều đến rồi đương nhiên muốn đi tập hợp tham gia trò vui kỳ thực ta ngược lại thật ra muốn cho những này tự đại thiên cổ thần tộc người nhìn nhân loại chúng ta cũng không so với bọn họ kém cỏi trầm tường cười nói được rồi như vậy chúng ta đi nhạc diệt nhiên thực lực vẫn tính rất mạnh vì lẽ đó hắn cũng không cần lo lắng đến thời điểm sẽ có người đối với trầm tường động thủ thiên đan đại sẽ bắt đầu địa phương chính là ở thiên đan trang chủ phủ đệ môn khẩu cái kia quảng trường khổng lồ trên mấy ngày trước cái này thiên đan trang chủ liền ở ngay đây tuyên bố hắn liện chế ra đan linh sự tình trầm tường cùng nhạc diệt nhiên đi tới sau khi Phát hiện bọn họ đều đến sớm, lúc này trời cũng chỉ là vừa sáng lên đến mà thôi. Nhạc: "Huynh, ngươi tới được vẫn đúng là sớm nha." Thiên Đan Trang chủ đi tới sau khi cười ha ha. Sau đó phất tay vẫy vẫy phía sau hắn tên kia nam tử mặc áo lam, chính là hắn luyện chế ra đến đan linh, đây là ta đan linh luyện chế ra đến hóa cuồng thần đan, ngươi xem một chút, phẩm chất làm sao?" Thiên Đan Trang chủ đầy mặt nụ cười đắc ý để nhạc diệt nhiên nhìn ra trong lòng rất là khó chịu, nhạc diệt nhiên nhận lấy nhìn một chút. Cái kia hạt đan sau khi, nói rằng, phẩm chất rất tốt, không hổ là đan linh luyện chế ra đến. Đúng rồi, hắn nên không cần luyện chế đi, có thể trực tiếp ngưng đi ra. mươi 3164, mạnh nhất khen thưởng. Dấu lớn thiên đan trang chủ cười ha ha, nhạc huynh cũng thật là kiến thức rộng rãi, xác thực như vậy. Ta đan linh cũng không cần hóa cuồng thần đan, dược tài liền có thể trực tiếp thông qua trong cơ thể mình độc nhất ngạo thế cuồng lực ngưng ra một hạt. Hóa cuồng thần đan, hắn ngưng luyện ra một hạt hóa cuồng thần đan cần muốn thời gian bao lâu? Nhạc diệt nhiên biết ngày này đan trang chủ là ở hướng về hắn, khoe khoang. Tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng điều này cũng có thể mượn cơ hội càng hiểu đan linh. Ngược lại cũng đúng là cái chuyện không tồi, một canh giờ hai hạt thiên đan trang chủ đem cái kia hạt hóa cuồng thần đan ăn đi, thở dài nói. Này hóa cuồng thần đan phẩm chất thực sự là cao nha. So chính ta luyện chế cũng muốn giỏi hơn, nhạc. Diệt nhiên trong lòng hừ một tiếng, không ngừng thầm mắng, đúng. Rồi, nhân loại này tiểu quỷ có phải là muốn tham gia thiên đan đại hội? Đại biểu ngươi cửa hàng đến tiến hành tỉ thí. Thiên đan trang chủ hỏi, đúng. Nhạc diệt nhiên nói rằng, hiện tại hắn phi thường hy vọng trầm tường có thể ở thiên đan đại hội. Có biểu hiện, tốt nhất là có thể bắt được số một. Này chỉ ít sẽ làm hắn dễ chịu rất nhiều, không? Sai, có thể đánh bại chân minh huy, có chút bản lãnh. Có điều hắn nếu muốn vào lần này thiên đan đại hội rực rỡ hào quang liền khó khăn. Thiên đan trang chủ lắc đầu thở dài. Lần này thiên đan đại hội khen thưởng phi thường phong phú, có bao nhiêu phong phú? nhạc diệt nhiên vội vàng hỏi ta chờ một chút lại tuyên bố có điều ta phải nói cho ngươi thiên cổ người của hoàng thất cũng tới tham gia ngoài ra còn có cái khác mấy cái thiên cổ đan dược thế ra tuổi trẻ tuấn kiệt người nhân loại này tiểu quỷ phỏng chừng không có hy vọng gì có thể bắt được khen thưởng nhạc diệt nhiên cười ha ha sau đó hắn vỗ vỗ cái kia áo lam đan linh vai cười nói ta bảo bối này cũng sẽ tham gia hắn cũng coi như là một người trẻ tuổi vì lẽ đó đây là cho phép, nhạc diệt nhiên trong lòng lại cuồng mắng vài câu. Để một đan linh tham gia, chuyện này căn bản là không công bằng, thiên đan đại hội là ngày này. Đan trang chủ tổ chức khen thưởng cũng là hắn thiết trí, bởi vậy. Chỉ cần hắn đan linh có thể thắng lợi, phần thưởng của hắn sẽ trở lại trong tay mình. Chuyện này thực sự là quá vô liêm sỉ. Chẳng trách hắn sẽ lấy ra như vậy phần thưởng phong phú đến, ngươi nhọc nhằn khổ sở luyện chế ra một đan linh xác thực nên để hắn biểu hiện biểu hiện bằng không người khác căn bản không biết ngươi tập trung vào nhiều như vậy nhạc diệt nhiên cười nói có điều ngươi đan linh vẫn còn có chút yếu ta cảm thấy ngươi sau đó nên cố gắng để hắn tu luyện một phen mới được không cần nhạc huynh bận tâm những người khác đến ta đi bắt chuyện bọn họ đặc biệt thiên cổ hoàng thất nếu là quá chậm bọn họ bọn họ sẽ không cao hứng thiên đan trang chủ vội vàng đi tới, nhạc diệt nhiên thấp giọng hừ một tiếng. Sau đó cho trầm tường truyền âm nói, tốt nhất là có thể đem cái kia đan linh đánh bại. Cho hắn biết ngươi lợi hại. Cái tên này trước đây đều là gọi ta nhạc lão. Nhưng hiện tại nhưng gọi nhạc huynh, bị đan linh đánh bại. Đây chính là phi thường chuyện thú vị. Trầm tường cười hì hì, ta thử một chút xem, rất. Nhiều yêu tú thiên cổ thần tộc tuổi trẻ luyện đan sư cũng đã đi tới tuy rằng đều không có bước vào ngạo thế cuồng cảnh. Thế nhưng bọn họ đều từ nhỏ sinh sống ở thế lực lớn bên trong, trải qua tinh tâm vun bón. Thực lực có thể muốn so với phổ thông luyện đan sư cao rất nhiều, được. Mọi người đến đủ, như vậy hiện tại ta tuyên bố tỉ thí lần này khen thưởng. Chỉ có một phần, thiên đan trang chủ cao giọng nói rằng, khen thưởng chính là được một đan linh, mọi. Người nghe được sau khi, không thể tin được, đặc biệt nhạc diệt nhiên, đan linh không phải tuyệt đối trung thành chủ nhân sao người như thế có thể cho người khác một nam tử hỏi ta nói đan linh cũng không phải bên cạnh ta cái này thiên đan trang chủ cười nói sau đó lấy ra một trong suốt tinh thể cái này tinh thể cùng trầm tường luyện chế ra đến cái kia lớn bằng đây là ta luyện chế tốt bán thành phẩm chỉ cần đem huyết dịch của các ngươi thẩm thấu đi vào sau đó sẽ truyền vào sinh mệnh lực lượng liền có thể ngưng luyện ra một tiểu thai nhi làm chuyển vận sinh mệnh lực lượng đầy đủ thời điểm cái này tiểu thai nhi sẽ thức tỉnh đến thời điểm chính hắn sẽ thôn phệ dược tinh thể năng lượng tự mình tu luyện tự mình trưởng thành sau khi lớn lên chính là chúc với chính các ngươi đan linh thiên đan trang chủ hăng hái nói rằng cái này đan linh cũng là ta luyện chế ra đến phẩm chất có bảo đảm các ngươi cứ yên tâm đi đây là cái gì đan đan linh một ông già hỏi hóa cuồng thần đan ta hiện nay cũng chỉ biết có luyện chế hóa cuồng thần đan đan linh, ai? Ta cũng chỉ có điểm ấy trình độ mà thôi. Thiên đan trang chủ cố ý tự diễu nở nụ cười, trong lòng mọi người thầm mắng. Hắn tiến vào ở đây giả ngu, có thể có trình độ loại này có thể là phi thường đến. Rất rõ ràng chính là đang cười nhạo nơi này cái khác lão luyện đan sư. Liền trình độ loại này đều không đạt tới, hóa cuồng thần đan đan linh nghe tới phi thường có, dụ, hoặc lực, trầm tường đã tâm di chuyển. Hắn cũng biết muốn chiếm được không dễ dàng. Bởi vì thiên đan trang chủ để hắn đan linh tham gia. Rất rõ ràng chính là không muốn đem khen thưởng đưa ra đi, hắn sở dĩ đem bán thành phẩm đan linh. Lấy ra làm khen thưởng, cũng chỉ là vì khoe khoang mà thôi. Vì để cho càng nhiều người biết hắn luyện chế ra đan linh cũng không phải ngẫu nhiên hơn nữa đan linh ở trong mắt hắn cũng không thế nào trọng yếu. Vì lẽ đó hắn mới sẽ lấy ra làm khen thưởng, nhạc diệt nhiên trước liền nói với trầm tướng. Cái này thiên đan trang chủ phi thường yêu thích khoe khoang, quả nhiên không sai, các vị yên tĩnh, nhạc diệt nhiên xem thấy mọi người đều ở tràn đầy phấn khởi bàn tán sôi nổi. Hô to một tiếng, chờ đại gia lắng xuống sau khi, hắn lại nói cái này khen thưởng phi thường quý giá vì lẽ đó cũng không phải dễ cầm như vậy bởi vì ta đan linh cũng phải tham gia hắn cũng hiểu được luyện đan mà ta để hắn tham gia chủ yếu là vì nhìn hắn tối tài nghệ cao trong lòng mọi người lập tức chửi ầm lên lên đây quả nhiên có trò lừa chẳng trách ngày nay đan trang chủ sẽ hào phóng như vậy nguyên lai hắn cũng để cho mình đan linh tham gia hiện tại ai cũng biết hắn đan linh luyện đan phi thường lợi hại nếu là luyện chế hóa cuồng thần đan, căn bản không cần luyện chế. Trực tiếp liền có thể ngưng luyện ra đến. Hơn nữa phẩm chất cao hơn nữa đến đáng sợ, ở đây có thật nhiều ưu tú tuổi trẻ luyện đan sư. Thế nhưng ai cũng không dám bảo đảm mình có thể đánh bại cái kia đan linh, không. Có ý kiến gì đi, như vậy liền bắt đầu đi. Thiên đan trang chủ xem thấy mọi người biểu hiện, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Hắn muốn chính là hiệu quả như thế này bây giờ tất cả mọi người biết hắn nắm giữ đan linh, hơn nữa cũng không ít. Điều này có thể để hắn ở này thiên cổ thái giới bên trong càng thêm có uy uy vọng, trước nhạc. Diệt nhiên vẫn là hắn trưởng bối, nhưng hiện tại hắn đã cùng nhạc diệt nhiên xưng huynh gọi đệ. Lại không lâu nữa, nói không chắc hắn đều muốn bắt đầu xem thường nhạc diệt nhiên, trầm Tường, có lòng tin sao? Nhạc diệt nhiên hỏi, nếu như có thể được hắn cái kia bán thành phẩm đan linh ta nói không chắc liền biết hắn là lấy cái gì thủ pháp luyện chế. Chuyện này với chúng ta có trợ giúp cái. Này khen thưởng không có tuyên bố trước ta là không có lòng tin gì. Thế nhưng có cái này khen thưởng sau khi ta nhất thời hoàn toàn tự tin. Trầm tường cười đáp lại nhạc diệt nhiên, này nhưng là một cái phi thường cơ hội hiếm có. Không cần chính hắn luyện chế, liền có thể được hóa cuồng thần đan đan linh, hóa cuồng thần đan chỗ dùng lớn nhất chính là có thể khiến người ta bước vào ngạo thế cuồng cảnh. Sau đó ở ngạo thế cuồng cảnh bên trong vững vàng tăng lên, củng cố cơ sở. Chương 3165, nhạc ra người. Dấu lớn đan linh làm khen thưởng, nếu là được trầm tường liền không cần khổ cực như vậy đi luyện chế. Phải biết đây chính là cấp trung ngạo thế cuồng đan đan linh. Mặc dù là nhạc diệt nhiên cũng khó có thể luyện chế đến đi ra, hiện tại trầm tường căn bản không có thực lực đi luyện chế cấp trung ngạo thế cuồng đan đan linh. Mặc dù có thực lực đó, cũng là phi thường gian nan. Khả năng cần thất bại còn mấy lần mới có thể thành công, nhạc diệt nhiên nhìn thấy trầm tướng. Tin tưởng như vậy, trong lòng cũng phi thường chờ mong. Nếu là trầm tường có thể đem thiên đan trang chủ đan linh đánh bại. Cái kia đây chính là có thể chuyện vì là nơi này một truyền kỳ, ở đây. Nhân loại nhưng là bị đại đa số thiên cổ thần tộc xem thường, mà ở luyện đan trong lĩnh vực. Nhân loại thì càng thêm bị xem thường. Vì lẽ đó, Trầm Tường nếu như ở luyện đan mặt trên đánh bại cái khác thiên cổ thần tộc người con. Có một, đàn linh, nơi này những kia kiêu ngạo thiên cổ thần tộc người không biết sẽ như vậy. Nghĩ, cái khác thiên cổ thần tộc luyện đan sư lúc này đều ở cùng gia tộc trưởng bối thảo luận những trưởng bối kia lúc này cũng lâm thời truyền thụ một ít tri thức cho bọn họ hiện tại mọi người còn không biết quy tắc tỉ thí là như thế nào cái này quy tắc là thiên đan trang chủ chính mình giả thiết nhất định sẽ phi thường có lợi cho cái kia hóa cuồng đan linh mọi người tất cả chuẩn bị xong chưa như vậy hiện tại ta tuyên bố quy tắc thiên đan trang chủ lớn tiếng nói quy tắc rất đơn giản lần này tỉ thí cũng chỉ là một hồi liền quyết phân thắng thua các người chỉ cần ở trong vòng một canh giờ luyện chế ra hóa cuồng thần đan là được. Mà phán xét tiêu chuẩn nhưng là luyện chế đan ai nhiều nhất. Ai liền thu được thắng lợi cuối cùng, dĩ. nhiên là luyện chế hóa cuồng thần đan, hóa cuồng đan linh bản thân liền có thể ngưng luyện ra. Hóa cuồng thần đan đến, căn bản không cần dược liệu. Cuộc tỉ thí này để mọi người đều không nhìn thấy công bằng, thiên đan trang chủ nghe thấy mọi người oán giận thanh sau khi không có chút nào căng thẳng hắn cười nói yên tâm ta đan linh ở tỉ thí thời điểm cũng là sử dụng dược liệu đi luyện chế cũng không phải trực tiếp cô đọng đến thời điểm mọi người đều có thể nhìn ra hắn đan có phải là luyện chế ra đến nếu là chính hắn ngưng tụ ra ai cũng có thể có thể thấy hóa cuồng đan linh chính mình cô đọng hóa cuồng thần đan một canh giờ liền có thể ngưng ra hai hạt đến này là phi thường nhanh nhạc diệt nhiên nói với trầm tường mà hắn sử dụng dược liệu đi luyện chế ta liền không biết nói chung cái này thiên đan trang chủ làm ra như vậy quy tắc đến khẳng định đối với bọn họ phi thường có lợi bình thường tình huống hóa cuồng thần đan một canh giờ có thể luyện chế ra bao nhiêu hạt đến trầm tường hỏi nếu như là chúng ta loại này lão gia hòa một canh giờ nhiều lắm cũng chỉ là ba hạt điều này cần bảo đảm phẩm chất nếu là không bảo đảm phẩm chất tình huống đi luyện chế, 4, 5 hạt nên không là vấn đề. Thậm chí có thể đạt đến 6, 7 hạt. Nhạc diệt nhiên nói rằng, đến cho các ngươi những người trẻ tuổi này. Một canh giờ nếu như có thể luyện chế ra hai hạt, cái kia có thể chính là thiên tài. Nếu như luyện chế ra ba hạt, cái kia chính là thiên tài bên trong thiên tài, ta. Không có luyện chế quá. Trầm tường cười khổ nói, ông chủ, người cũng biết ta trước đều ở làm những chuyện khác nhạc. Diệt nhiên đương nhiên biết trầm tường trước đều đang luyện chế đan linh. Hơn nữa đã tiếp cận thành công, so sánh luyện chế hóa cuồng thần đan. Trầm tường thành tựu phi thường to lớn, không? Sao, coi như thất bại cũng không có chuyện gì. Coi như làm là một lần rèn luyện cơ hội của chính mình. Nhạc diệt nhiên cười nói, bây giờ trầm tường đã có thể luyện chế đan linh. Loại này đan thuật phi thường lợi hại. Mà Nhạc diệt nhiên lúc này cũng biết sử dụng phong ấn lực lượng là có thể thành công. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cảm giác mình khẳng định cũng có thể thành công, Thiên. Cổ Hoàng thất hoàng tử nghe nói một canh giờ có thể luyện chế ra ba hạt hóa cuồng thần đan đến. Rất lợi hại nha, nói không chắc hắn có thể đánh bại cái kia đan linh. Lần trước thiên cổ trong hoàng thất không phải truyền ra tin tức sao? Người hoàng tử này một canh giờ luyện chế ra đến ba hạt hóa cuồng thần đan phẩm chất đều rất tốt mà tỉ thí lần này đối với phẩm chất so không có yêu cầu điều này cũng không có áp lực gì nói không chắc một canh giờ có thể luyện chế ra bốn năm hạt đến lần này tới nơi này cái gia tộc lớn thiên tài con cháu đều không phải phổ thông mặt hàng luyện chế hóa cuồng thần đan đối với bọn họ tới nói nên không phải việc khó gì chính là muốn làm sao mới có thể luyện chế đến càng nhiều không đúng không đúng, nhạc cửa hàng đến ra hỏa nhưng là một cái nhân loại. Cái tên này tuy rằng có thể đánh bại chân Minh Huy. Nhưng hắn trung quy chỉ là một kẻ loài người, chính là, hơn nữa còn như vậy nhược nhạc. Diệt nhiên lần này cũng bị bọn họ nhạc ra trách cực trầm. Tường nghe thấy phụ cận có người đang bàn luận hắn, không khỏi lắc đầu nở nụ cười, ông. Chủ, không nghĩ tới cái kia cửa hàng là các ngươi nhạc ra nha trầm tường bây giờ mới biết nhạc diệt nhiên sau lưng nguyên lai cũng là một có gia tộc đúng chúng ta cửa hàng ở đây rất nhiều cái kia cửa hàng là ta phụ trách quản lý có điều ngươi lần này tham gia cũng không phải đại biểu chúng ta nhạc gia chỉ là đại biểu ta cái kia cửa hàng ai cũng biết ta cửa hàng cùng nhạc gia không có quan hệ gì thiên đan trang chủ lúc này để mọi người giống vậy nhất thí trước chuẩn bị mà đan linh làm khen thưởng tin tức vừa truyền ra đi chỉnh tòa thành thị đều bị náo động nguyên bản rất nhiều người cũng không biết đan linh sự tình có điều ở mấy ngày trước thiên đan trang chủ đem chuyện này tiên dương ra ngoài sau khi đã bị rất nhiều người biết được đồng thời đối với này cảm thấy phi thường ước ao vì lẽ đó thiên đan trang chủ bị đan linh lấy ra làm khen thưởng này có thể nói là cực kỳ hào phóng nhị đệ ngươi có thể có lòng tin thắng lợi một ông già đột nhiên đi tới trong ánh mắt mang theo xem thường nhìn một chút trầm tường ở người lão giả này phía sau còn có mấy người trẻ tuổi này mấy người trẻ tuổi đều đầy mặt kiêu ngạo xem trầm tường thì ánh mắt đều có vẻ như ngạo ý một điểm đều xem thường trầm tường có nhạc diệt nhiên nhìn thấy người lão giả này sắc mặt lộ ra một tia căm ghét có điều ta thắng lợi tựa hồ cùng nhạc gia không có quan hệ gì đi hừ liền tên như vậy cũng có thể thắng lợi ông lão kia phía sau người thanh niên trẻ cười lạnh nói ông lão kia là nhạc gia người là nhạc diệt nhiên anh họ tên là nhạc viêm cũng là luyện đan chỉ có điều thuật luyện đan của hắn không có nhạc diệt nhiên cao minh như vậy hiện tại hắn trưởng quản nhạc gia phần lớn đan dược cửa hàng mà nhạc diệt nhiên cũng chỉ là độc thủ chính mình thành lập cửa hàng có thể nói cùng nhạc gia không có quan hệ gì thế nhưng hiện tại rất nhiều người đều như cũ coi hắn là làm nhạc cửa hàng một phần thắng lợi cũng cùng các ngươi không có quan hệ gì hắn cũng không phải đại biểu nhạc ra đến dự thi nhạc diệt nhiên lạnh lùng nhìn tên kia người thanh niên trẻ thầm nghĩ người biết cái gì nhạc diệt nhiên nhưng là biết trầm tường có thể luyện chế ra đan linh ở tuổi trẻ luyện đan sư bên trong trầm tường có thể khinh thường quần hùng mặc dù ở lão bối luyện đan sư bên trong cũng có thể một vị trí liền bởi vì hắn có thể luyện chế ra đan linh, hơn nữa cái khác lão luyện đan sư không thể các. người đã như vậy xem thường hắn, cái kia tới làm gì? nhạc diệt nhiên rất là khó chịu nói rằng vẻ mặt lạnh lẽo chúng. ta đến chỉ là phải nói cho ngươi, đừng làm cho cái tên này đại biểu nhạc ra tới tham gia tỉ thí. chúng ta có thể không ném nổi cái này mà. nhạc viêm nói xong hừ một tiếng, liền mang theo bọn họ người rời đi chương 3166, trường thi học tập. Dấu lớn thiên đan trang chủ xem thấy mọi người lúc này đều phi thường chờ mong bắt đầu thi đấu. Trong lòng cũng rất là cao hứng, lúc này nơi này tụ tập nhiều như vậy thiên tài. Nếu là đều thua với hắn đan linh. Như vậy đến thời điểm hắn là có thể thỏa thích cười nhạo những thiên tài này. Nhiều như vậy thiên tài cũng không bằng hắn luyện chế một hạt đan. Nói đến có thể là phi thường mặt dài sự tình, các vì bởi vì xuất hiện một điểm tiểu tình hình vì lẽ đó thi đấu lùi lại một canh giờ bởi vậy mọi người cũng có thể có càng thêm đầy đủ thời gian chuẩn bị thiên đan trang chủ đột nhiên nói rằng sau đó mang theo cái kia đan linh vội vàng rời đi cũng không biết hắn gặp phải cái gì việc gấp thiên đan trang chủ đi rồi mọi người lại oán giận liên tục nguyên vốn sẽ phải bắt đầu rồi dĩ nhiên lại lùi lại điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất là chán mà kệ hắn ta sấn hiện tại cố gắng luyện chế một chút. trầm tường nói rằng ông chủ ngươi có hóa cuồng thần đan dược tài sao đương. nhiên là có người hiện tại liền muốn luyện chế. nhạc diệt nhiên hơi kinh ngạc hiện tại mới bắt đầu học tập này có chút không được. nếu là đang luyện chế thời điểm tiêu hao rất lớn sẽ ảnh hưởng trạng thái đúng. trầm tường gật đầu nói bởi vì trước hắn không có luyện chế quá hóa cuồng thần đan bây giờ còn có thời gian hắn cũng có thể sấn hiện tại tốt thật quen thuộc quen thuộc chờ một chút đang luyện chế thời điểm thì sẽ không như vậy xa lạ trận tỉ thí này đối với trầm tường tới nói cũng là phi thường trọng yếu chỉ cần thắng lợi liền có thể được đan linh mà hắn phi thường muốn lấy được đan linh không chỉ là hắn muốn lấy được người ở chỗ này đều nghĩ tới nhạc diệt nhiên cho trầm tường ba cái lá cây nói rằng cái này gọi là cuồng thần diệp là cuồng thần thụ mặt trên lá cây bình thường chỉ cần ba cái lá cây liền có thể luyện chế một lò. Nếu như là tỉ thí, phỏng trừng sẽ hạn chế dược liệu. Vì lẽ đó ngươi hiện tại trước hết luyện chế ba mảnh cuồng thần diệp đi, cuồng. Thần diệp là màu đỏ, xem ra như là lá phong, thế nhưng muốn so với lá phong càng thêm hồng. Hơn nữa còn rất dày, ở thịt lá bên dưới có món đồ gì đang lưu động lên. Như là huyết dịch như thế, cầm trong tay cũng có nhất định phân lượng, có chút nặng nề, được trầm tường nhận lấy lá cây đem để vào thiên sáng đỉnh lô bên trong sau đó bắt đầu luyện chế cái tên này hiện tại liền bắt đầu luyện đan lẽ nào là đối với mình không có lòng tin sao một người nhìn thấy trầm tường ở quảng trường bên cạnh bầy lò luyện đan không khỏi nở nụ cười thời điểm như thế này còn ở luyện đan hơn nữa còn là luyện chế hóa cuồng thần đan này là phi thường không sáng suốt nhà chính là luyện chế một lò đan có thể là phi thường tiêu hao tinh thần phỏng chừng hắn kẻ nhân loại này lo lắng chờ một chút phát huy không được vì lẽ đó hiện tại quen thuộc quen thuộc cũng được chúng ta hiện tại cũng có thể nhìn hắn trình độ nhạc viêm phía sau cái kia mấy cái nhạc gia con cháu nghe thấy mọi người đều đang bàn luận trầm tường một người trong đó đột nhiên mở miệng nói rằng hắn cũng không phải đại biểu chúng ta nhạc gia bọn họ cùng chúng ta nhạc gia không có bất cứ quan hệ gì, chúng ta nhạc gia có thể không tiếp thu người này. Này đều là nhạc diệt nhiên chính hắn cá nhân hành vi, vì lẽ đó các ngươi nói hắn là tốt rồi, tuyệt đối không nên kéo lên chúng ta nhạc gia, nhạc gia người phi thường lo lắng trầm tường sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của bọn họ. Cho nên đối với mọi người thanh danh chuyện này, trầm tường vừa bắt đầu luyện chế liền phi. Thường thông thuận, rất nhanh sẽ dung hợp lúc này hắn bắt đầu sử dụng diễn sinh pháp, diễn sinh pháp năng diễn sinh ra càng nhiều, dược. Tinh thể, dược lực càng thêm dày đặc cũng có thể ngưng ra càng nhiều đan đến, rất thuận lợi, trầm tường tính toán một chút thời gian, đột nhiên nhíu mày đến, vẫn là quá chậm. Chỉ là diễn sinh một lần, liền dùng mất không ít thời gian. Phòng trừng hiện tại là không cách nào ngưng đan, tiểu khả nhi, ngươi giúp một chút ta trầm tường tính toán một chút thời gian một canh giờ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc mà hiện tại hắn cũng chỉ là vừa diễn sinh ra chín đám dược tinh thể mà thôi không kịp nha phong khả nhi nói rằng nếu như ngươi ở tỉ thí thời điểm tuyệt đối không nên diễn sinh ra chín đám tiểu tinh thể đến thiên đan trang chủ đã đi ra hắn đi sau khi lên đài vừa muốn tuyên bố tỉ thí bắt đầu lại đột nhiên truyền đến ầm một tiếng mọi người lập tức nhìn thấy quảng trường bên cạnh chỉ thấy chỗ ấy lượn lờ một trận đan hương, trầm tường lại bạo lô, nhạc diệt nhiên sau khi nhìn. Thấy, không khỏi lắc đầu nở nụ cười, hắn tự nhiên không nghi ngờ trầm tường thực lực. Hắn phản mà biết trầm tường dụng ý, cái tên này lại. Lại nổ lô, ha ha ha, con. Tưởng rằng hắn luyện tập thời điểm sẽ chắc chắn một ít, không nghĩ tới lại thất bại. Chuẩn bị liền muốn bắt đầu tỉ thí, còn xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này với hắn ảnh hưởng rất lớn, nhân loại chính là nhân loại, cũng chỉ có điểm ấy trình độ mà thôi, trầm. Tường vẻ mặt tự nhiên, hắn là cố ý bể mất, ngược lại hắn biết mình đã tiếp cận thành công. Chỉ có điều bởi vì hắn diễn sinh ra quá nhiều dược tinh thể, dẫn đến thời gian không kịp. Nếu là hắn diễn sinh ít một chút, vậy căn bản không là vấn đề, ha. Ha, lâm tái trước luyện tập một chút cũng không có gì, thất bại liền thất bại. Ngược lại bất luận ngươi thất bại hay là thành công đều sẽ không ảnh hưởng ngươi đón lấy thi đấu thì thành tích thiên đan trang chủ nhìn thấy trầm tường đi lên đài vỗ vỗ trầm tường vai cười nói có điều hắn mới vừa mới thành công hay là thất bại ngược lại hắn cuối cùng đều không phải số một đúng không dưới đáy có người chào phúng cười nói mọi người nghe được sau khi cũng ẩm ẩm nở nụ cười nhân loại ở thiên cổ thần tộc người bên trong liền nhất định sẽ bị cười nhạo trầm tường đã tập mãi thành quen hắn đến tham gia thi đấu là vì tăng lên chính mình là vì được đan linh chỉ cần hắn cuối cùng có thể được đan linh mặc dù bị cười nhạo cũng không có gì ngược lại hắn cũng sẽ không thiếu một cọng lông mỗi người chỉ có hai phân dược liệu cũng chỉ có thể luyện chế hai phân dược liệu hơn nữa lò luyện đan là sử dụng chúng ta cung cấp tuy rằng không tính là loại tốt nhất kia nhưng tuyệt đối có thể cho ngươi môn thỏa mãn thiên đan trang chủ phất phất tay, để người đem từng cái từng cái lò luyện đan mang lên. Đặt ở những thầy luyện đan này trước mặt tham gia thi đấu luyện đan sư tổng cộng có hơn một. Trăm tên, không tính quá nhiều, nhưng cũng đều là thiên cổ thần tộc bên trong tuổi trẻ luyện. Đan sư, mỗi một người đều là thiên tài, có thể lập tức nhìn thấy nhiều như vậy thiên tài ở chỗ. Này tỷ thi, cũng có thể khiến người ta mở mang tầm mắt, trầm tường cẩn thận kiểm tra một chút cái kia lò luyện đan phẩm chất xác thực rất tốt hắn phi thường hài lòng có điều vẫn còn có chút người oán giận dù sao bọn họ đều là công tử ca trước đây sử dụng lò luyện đan có thể đều là phi thường cao quý loại kia dược liệu lò luyện đan đều đã vào vị trí của mình các ngươi hiện tại có thể bắt đầu rồi thiên đan trang chủ nói xong liền lập tức đem đồng hồ cát cho xoay chuyển lại đây sau đó tỉ thí bắt đầu rồi, vừa bắt đầu, mọi người liền lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Chỉ thấy tên quần áo hào hoa phú quý thiên cổ hoàng tử trên người bốc lên một trận kim quang. Liền lò luyện đan đều đang giải phóng ra loại này quang hà đến, đây là thiên cổ thần hỏa, chỉ có thiên cổ người của hoàng thất mới có thể thả ra ngoài. Thực sự là lợi hại, hắn nhưng là lập tức liền luyện chế hai phân dược liệu không? Hổ là thiên cổ trong hoàng thất thiên tài, vừa Bắt đầu liền luyện chế hai phân, không biết hắn cuối cùng ra đan bao nhiêu hạt mỏi. Người ở đây đem tầm mắt tập trung ở ngày nay cổ hoang tử trên người thì. Một mặt khác hóa cuồng đan linh cũng có động tĩnh rất lớn, trên người bốc lên lúc thì đỏ quang. Loại kỳ ánh sáng chiếu bắn ra, khiến người ta cảm thấy bỏng cực kỳ. Đây là một loại phi thường kỳ quái hỏa diễm, nhìn đều rất nóng. Trường 3.167, Thiên Cổ Thần Hòa dấu lớn chỉ là vừa bắt đầu, nhất làm cho người chú ý hai nhân vật đều thể hiện ra phi thường thực lực. Khủng bố đến, đặc biệt thiên cổ hoàng tử. Tuổi còn trẻ liền có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy thiên cổ thần hòa. Bởi vì mọi người đều nghe nói, chỉ có bước vào ngạo thế cuồng cảnh người. Mới có thể tu luyện ra thiên cổ thần hỏa, ngọn lửa này cũng chỉ có thiên cổ hoàng thất mới có. Thể tu luyện được còn lợi hại bao nhiêu, mọi người liền không biết chỉ biết là đây là trong truyền thuyết bên trong hỏa diễm ở mọi người đem tiêu điểm đều tập chung ở hai một thiên tài trên người thì cũng có mắt sắc thét lên các ngươi mau nhìn nhân loại kia hắn thật giống cũng đem hai phân dược liệu để vào trong lò luyện đan đùa dỡn đi trước hắn luyện chế một phần dược liệu đều bạo lô nếu là hiện đang luyện chế hai phân cái kia chẳng phải là càng thêm nếu là nổ lô hắn nhất định sẽ lan đến gần những người khác nhanh để hắn dừng lại cái tên này sẽ hại người rất nặng thiên. Đàn trang chủ nhìn thấy trên đài tham gia người đều có loại này lo lắng, liền cười nói: Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo đảm chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Các ngươi nên tin tưởng thực lực của ta đi. Trầm. Tường xem ra vẫn đang yên lặng luyện đan, thế nhưng hắn nhưng đang âm thầm quan sát cái kia hóa cuồng đan linh. Hắn sử dụng đạo tâm mắt đi từ quan sát kỹ cái. Tên này sử dụng hỏa diễm phi thường quỷ dị dĩ nhiên lập tức liền đem cuồng thần diệp cho luyện hóa tốc độ phi thường nhanh hầu như là chuyện trong nháy mắt trầm tường trong lòng thán phục loại này lò luyện đan đều không có đặc thù phòng hộ vì lẽ đó hắn có thể phi thường ung dung liền có thể nhìn thấy tình huống bên trong mà ở dưới đài mấy cái lão luyện đan sư cũng có thể thông qua một ít yếu ớt động tĩnh quan sát bên trong lò luyện đan bộ tình huống bọn họ hiện tại đều ở nhìn kỹ hóa cuồng đan lên bọn họ là muốn nhìn một chút này hóa cuồng đan linh có phải là thật hay không có thể luyện đan vì lẽ đó bọn họ đều có thể nhìn thấy trầm tường phát hiện sự tình hiện tại đều khiếp sợ cực kỳ loại kia hỏa diễm trong nháy mắt liền có thể đem cuồng thần diệp luyện hóa chuyện này quả thật chính là biến thái nhất làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là hóa cuồng đan linh hỏa diễm dĩ nhiên có thể làm cho dược tinh thể trở nên càng nhiều càng to lớn hơn cái tên này hỏa diễm vốn là hóa cuồng thần đan dược lực hắn hỏa diễm mang theo giày đặc hóa cuồng thần đan năng lượng vì lẽ đó dược tinh thể mới sẽ nhiều như vậy nhạc diệt nhiên cao mày nói rằng chẳng trách thiên đan trang chủ có lòng tin như vậy thì ra là như vậy nha hắn đem chuyện này nói ra để trên sân rất nhiều người đều rất có áp lực nếu là thắng không được bọn họ đại đa số người trở lại đều phải bị trong tộc trưởng bối trách cứ bởi vì bọn họ không thể được đến quý giá cực kỳ đan linh, thế nhưng... Này thiên đan trang chủ rõ ràng có dối trá hiểm nghi nha. Hắn đan linh bản thân liền là hóa cuồng thần đan biến thành. Phóng thích hỏa diễm cùng năng lượng đều là hóa cuồng thần đan đặc hữu Cũng có thể ngưng tụ thành hóa cuồng thần đan. Vì lẽ đó đang luyện chế hóa cuồng thần đan thời điểm. Có thể tạo được giúp đỡ rất lớn, mọi người tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không có cách nào dù sao cuộc so tài này là thiên đan trang chủ chính mình tổ chức. Hơn nữa khen thưởng cũng là hắn cung cấp tuy rằng có chút không công bằng. Thế nhưng chỉ ít có thể khiến người ta có hy vọng có thể thu được đan linh. Bằng không mọi người căn bản không có cái này hy vọng được trầm tường cũng không phải lưu ý. Hắn cảm thấy có thể cùng đan linh tỉ thí mới có ý tứ chứ, phải. Chú ý người hoàng tử kia, cái tên này cũng không phải phổ thông gia hỏa phong khả nhi cho trầm tường truyền âm nói hắn ở bên trong lò luyện đan bộ dùng hỏa diễm ngưng ra một hỏa trận có thể làm cho hỏa diễm trở nên càng thêm hung mãnh hắn luyện hóa cuồng thần diệp tốc độ cực kỳ nhanh được chúng ta cũng tới đi vừa nãy luyện chế lò kia thất bại nguyên nhân chủ yếu là cũng không đủ thời gian nếu như thành công chúng ta có thể ra đan rất nhiều hạt trầm tường nói rằng mà hiện tại đồng thời luyện chế hai phân dược tài sẽ càng thêm gian nan trầm tường có phong khả nhi hỗ trợ hắn vẫn tương đối có tự tin phong khả nhi thả ra mấy cái trận pháp những này trận pháp đều có thể hấp thu trầm tường ngạo thế cuồng lực có thể thả ra rất mạnh ngạo thế cuồng hỏa loại này mạnh mẽ ngạo thế cuồng hỏa liền trầm tường chính mình cũng không cách nào thả ra ngoài chỉ có thể thông qua huyền diệu trận pháp tài năng mà phong khả nhi nắm giữ không ít loại trận pháp này có thể thư bất cứ lúc nào thả ra ngoài, thiên. Cổ hoàng tộc người hoàng tử kia hẳn là mượn những thứ đồ khác có thể phóng thích hỏa trận. Phong Khả Nhi nói rằng, bằng không bằng hắn lời của mình. Căn bản là không có cách thực hiện, không? Cần phải để ý đến hắn, chúng ta cố gắng luyện chế ta là được. Trầm tường nhắm mắt lại, yên tĩnh phần luyện những kia, dược tài, rất nhanh. Nửa canh giờ đã qua, mà trầm tường cũng vừa mới vừa đem sáu mảnh cuồng thần diệp cho phần luyện tốt phong khả nhi đem mình quan sát được sự tình nói cho trầm tường hóa cuồng đan linh tốc độ luyện hóa nhanh nhất sau đó là thiên cổ hoàng tử phong khả nhi nói rằng bọn họ hiện tại đều ở ngưng đan bọn họ ở phương diện này thật giống không thông thạo nha đúng hóa cuồng đan linh nên vừa mới mới vừa sinh ra cho nên đối với sử dụng hỏa diễm luyện đan còn không phải rất nhuần nhuyễn mà thiên cổ hoàng tử lần này hẳn là không trâu bắt chó đi cày Trước hắn sẽ không có từng thử lập tức luyện chế hai phân dược tài. Cho nên mới phải sử dụng trận pháp hỗ trợ. Trầm Tường nói rằng, thiên cổ hoàng tộc sử dụng hỏa trận cũng không phải rất nhuần nhuyễn. Bởi vì ở đây rất nhiều lão luyện đan sư đều có thể nhìn ra nửa canh giờ quá khứ. Người vây xem đều có chút thất vọng, bởi vì Trầm Tường cũng không có bọn họ như đã đoán trước nổ lô, phản mà phi thường chắc chắn hắn lò luyện đan tình huống bên trong rất nhiều lão luyện đan sư cũng đều đang quan sát. Một mặt cũng là vì xem có người hay không ở dối trá, đã vượt qua phía trước giai đoạn. Nhạc diệt nhiên mỉm cười nói, hắn có thể như vậy ổn định phát triển đến một bước này. Này xem như là không sai, bởi vì ở trên đài cũng chỉ có 10 người có thể làm được mà thôi. Hắn trình độ đã vượt qua đa số tuổi trẻ thiên cổ thần tộc thiên tài, nhạc diệt nhiên để rất nhiều lão luyện đan sư không cách nào phản bác trầm tường từ bắt đầu đến hiện tại đều phi thường vững vàng quan trọng nhất chính là hắn không giống hóa cuồng đan linh cùng thiên cổ hoàng tử như vậy có ưu thế thật lớn mọi người nghe thấy nhạc diệt nhiên mới nhớ tới trầm tường là đã từng đã đánh bại chân minh huy mà chân minh huy lúc này không có đến hẳn là lo lắng sẽ bị người khác cười nhạo có phong khả nhi trợ giúp trầm tường rất nhanh sẽ đem sau khi luyện hóa, dược năng lượng tụ hợp lại một nơi. Ngừng tụ thành một dược tinh thể, hắn bước đi này tiến hành đến rất nhanh. Để rất nhiều lão luyện đan sư vì đó dung một cái. Liền ngay cả nhạc diệt nhiên đều cảm thấy kinh ngạc, phong khả nhi giúp trầm tường thời điểm. Không có, lộ ra bất kỳ cái gì khí tức, vì lẽ đó sẽ không bị người phát hiện xem ra lại như trầm tường đang tiến hành như thế vì lẽ đó những kia lão luyện đan sư đều cho rằng trầm tường có đặc biệt thật luyện đan có thể nhanh chóng dung hợp mà đón lấy bọn họ nhìn thấy một màn để bọn họ càng thêm kinh ngạc bởi vì trầm tường trong lò luyện đan đột nhiên thêm ra năm cái chai chai, dược tinh thể này hiển hách là nhạc diệt nhiên diễn sinh pháp ai cũng biết nhạc diệt nhiên diễn sinh pháp phi thường lợi hại hơn nữa nhạc diệt nhiên xưa nay không truyền ra ngoài có thể hiện tại trầm tường nhưng có thể sử dụng. Rất nhiều lão luyện đan sư đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nhạc diệt nhiên, nhạc. Diệt nhiên, người diễn sinh pháp dĩ nhiên truyền cho tên tiểu tử này. Nói chuyện chính là nhạc viêm, thanh âm lạnh như băng tràn ngập phẫn nộ. Bởi vì nhạc diệt nhiên tình nguyện chuyện khiến nhân loại, cũng không truyền cho bọn họ nhạc gia con cháu. mươi 3168, người thắng cuối cùng. Dấu lớn nhạc diệt nhiên diễn sinh pháp phi thường có tiếng. Cái này cũng là tại sao Nhạc Diệp Nhiên có thể ở Thiên Cổ Thái giới luyện đan lĩnh vực phi. Thường quyền uy nguyên nhân, diễn sinh pháp đặc điểm lớn nhất chính là có thể làm cho dược tinh. Thể không ngừng diễn sinh, vô cùng vô tận diễn sinh xuống. Trực đến cực hạn, Nhạc gia biết Nhạc Diệp Nhiên nắm giữ diễn sinh pháp sau khi. Nhiều lần để hắn truyền thụ cho Nhạc gia luyện đan sư, nhưng hắn chính là không chịu. Về phần tại sao hắn xưa nay không nói, vì lẽ đó, lâu dần nhạc diệt nhiên rồi cùng nhạc gia bất hòa. Mà nhạc gia bởi vì nhạc diệt nhiên là một thiên tài luyện đan sư. Vì lẽ đó ở bề ngoài cũng không dám như vậy căm thù nhạc diệt nhiên. Dù sao nhạc diệt nhiên cũng là bọn họ nhạc gia một khối bảng hiệu hiện. Nay, bọn họ nhìn thấy nhạc diệt nhiên diễn sinh pháp lại bị trầm tường kẻ nhân loại này xử. Dụng, điều này làm cho nhạc gia hết thảy luyện đan sư đều tức giận không ngớt, hắn diễn sinh pháp cũng không phải ta truyền thụ cho hắn, hắn cùng ta biết bao lâu? các ngươi đều nên rất rõ ràng. hắn lúc trước ở cùng chân gia chân minh huy tỷ thí thì sử dụng chính là diễn sinh pháp, cũng chỉ có diễn sinh pháp mới có thể làm đến hắn loại kia trình độ. nhạc diệt nhiên nhìn bốn phía cái kia một đám thiên cổ thần tộc người cười lạnh nói: ta biết các ngươi đều phi thường khát vọng được diễn sinh pháp thế nhưng các ngươi đừng quên này diễn sinh pháp nhưng là nhân loại sáng chế các ngươi bình thường đều xem thường nhân loại vì lẽ đó loại này thuật luyện đan các ngươi cũng có thể xem thường mới đúng nhạc diệt nhiên vẫn chưa hề đem diễn sinh pháp truyền thụ cho nhạc gia luyện đan sư cũng là bởi vì nhạc gia thiên cổ thần tộc luyện đan sư phi thường khinh bỉ nhân loại đánh trong đáy lòng xem thường nhân loại vì lẽ đó nhạc diệt nhiên trong lòng đối với này phi thường khinh bỉ hắn là tuyệt đối sẽ không đem diễn sinh pháp truyền thụ cho xem thường nhân loại thiên cổ thần tộc người người ở chỗ này đều biết nhạc diệt nhiên thuật luyện đan là theo nhân loại học vì lẽ đó nhạc diệt nhiên đối với nhân loại thái độ cùng bọn họ đều có chỗ bất đồng bây giờ bọn họ đều lần được đà kích loại này cao siêu thuật luyện đan dĩ nhiên là nhân loại sáng chế mà bọn họ thiên cổ thần tộc người bên trong dĩ nhiên không có cao siêu thuật luyện đan diễn Sinh pháp ti rằng lợi hại cũng vô cùng cao minh. Ta vẫn luôn là phi thường thưởng thức cái môn này thuật luyện đan, chỉ là ta xem cũng chỉ đến như thế, bởi vì ta thuật luyện đan càng thêm lợi hại. Bằng không ta cũng sẽ không trước tiên so ngươi luyện chế ra đan linh đến. Thiên đan trang chủ cười ha ha, chúng ta thiên cổ thần tộc người hay là muốn so với nhân loại. Lợi hại không ít, mặc dù trong nhân loại có cá biệt mạnh hơn chúng ta. Nhưng này trung quy là số ít thiên cổ thần tộc mọi người âm thầm gật đầu. Trong lòng bọn họ vốn là rất xem thường nhân loại, vừa nãy chịu đến đả kích. Thế nhưng bây giờ nghe Thiên Đan trang chủ sau khi cảm thấy phi thường có đạo lý. Vừa nãy chịu đến đả kích cũng đã quên, trong lòng vẫn như cũ tiếp tục khinh bỉ nhân loại trong. Nhân loại có số ít mạnh hơn chúng ta liền được rồi. Bởi vì chỉ là mấy cái liền là đủ vượt qua chúng ta toàn bộ thiên cổ thần tộc ta cũng không phải vì nhân loại nói chuyện ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta nên cùng nhân loại đứng ngang hàng nói không chắc ngày nào đó nhân loại ủng sẽ vượt qua chúng ta sức mạnh rất mạnh đến thời điểm chúng ta sẽ bị tiêu diệt nhạc diệt nhiên cười lạnh nói thiên cổ thần tộc người thường thường bắt nạt nhân loại chuyện như vậy thật là có khả năng phát sinh vậy cũng là chuyện sau này thiên đan trang chủ cười nhạt nhạc huynh người đây là ở buồn lo vô cớ Đám nhân loại trở nên mạnh mẽ, chúng ta sẽ càng mạnh mẽ hơn, nhạc. Diệt Nhiên không nói gì thêm nữa, bởi vì này Thiên Đan Trang chủ rõ ràng chính là vì để trong này Thiên Cổ Thần tộc người khen. Ngợi hắn, mới cố ý nói như vậy, Thiên Đan Trang chủ nhưng là đi qua vạn đạo bên trên. Nhân loại ở phía trên mạnh bao nhiêu hắn phi thường rõ ràng. Nhưng ở nơi này lại không có nói ra rất rõ ràng chính là vì nghênh hợp đại chúng mới cố ý làm thấp đi nhân loại mọi người lúc này đều đối với nhạc diệt nhiên diễn sinh pháp không phản đối bọn họ đều cảm thấy nhạc diệt nhiên cũng không để ý như vậy cũng không thể luyện chế ra đan linh mọi người nghị luận một phen sau khi cũng quá khứ không ít thời gian đến hiện tại rất nhiều người đều phi thường thuận lợi đều chưa từng xuất hiện nổ lô tình huống dù sao nơi này đều là các gia tộc lớn thiên tài luyện đan sư. Mỗi một người đều nắm giữ rất cao trình độ. Sẽ không như vậy dễ dàng thất bại, một canh giờ sắp hết, chỉ là còn sót lại một lát thời gian. Nơi này rất nhiều luyện đan sư đều dồn dập mở ra lò luyện đan. Lượng gia bản thân luyện chế ra đến hóa cuồng thần đan, đại đa số đều chỉ có một hạt. Chỉ có số ít có thể luyện chế hai hạt đến, để nhạc diệt nhiên khá là bất ngờ chính là có thể luyện chế ra ba hạt hóa cuồng thần đan cũng có. Thế nhưng phẩm chất phi thường kém cỏi ta được rồi. Thiên cổ hoàng tử xoa xoa mồ hôi trên chán, sau đó mở ra lò luyện đan. Chỉ thấy hắn từ bên trong lấy ra năm hạt hóa cuồng thần đan đến. Hơn nữa đều là phẩm chất cực tốt đẹp ta cũng luyện chế được rồi. Trầm tường cười nhạt nhưng hắn nhưng chưa hề mở ra lò luyện đan, hóa cuồng đan linh không nói gì, trực tiếp mở ra lò luyện đan, từ bên trong lấy ra bảy hạt hóa cuồng thần đan đến. Điều này làm cho thiên cổ hoàng tử sắc mặt cực kỳ khó coi, dĩ nhiên vượt xa hắn nhiều như vậy. Tuy rằng chỉ là hai hạt tranh lệch thế nhưng ở thiên cổ hoàng tử trong mắt. Đây là khó có thể phàn càng khoảng cách ta hóa cuồng đan linh thắng lợi. Thiên đan trang chủ cao hứng vô cùng hô. Một canh giờ liền có thể luyện chế ra bảy hạt hóa cuồng thần đan tài nghệ này đã vượt xa chúng ta loại này lão gia hỏa thực sự là lợi hại nha dưới đáy một đám người đều dồn dập bàn luận sôi nổi lên một đan linh dĩ nhiên có như thế cao trình độ vượt xa thiên cổ thần tộc người bên trong đứng đầu nhất luyện đan sư thực sự là để người kinh ngạc không thôi trầm tường phi thường phiền muộn ngồi ở chỗ đó bởi vì hắn đã bị lơ là rơi mất thiên đan trang chủ còn có ta đây trầm tường hô đúng ta suýt chút nữa đem ngươi quên, ngươi nhiều lắm cũng chỉ là ba, bốn hạt đi. Thiên đan trang chủ cười ha ha đi tới. Sau đó nhanh nhẹn mở ra trầm tường lò luyện đan cái nắp, hắn nhìn thấy bên trong cái kia một. Đống nhỏ hóa cuồng thần đan, còn coi chính mình hoa mắt. Chờ hắn xác định chính mình nhìn rõ ràng sau khi. Nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi, nhạc diệt nhiên lúc này cũng bay lượn đi tới hắn lo lắng thiên đan trang chủ đến thời điểm dở trò mà hắn tiến lên vừa nhìn. Cũng ngẩn người, 15 hạt. Nhạc diệt nhiên hít sâu một hơi. Làm sao sẽ nhiều như thế, nhạc diệt nhiên đối với diễn sinh pháp vẫn tương đối hiểu rõ. Thế nhưng trầm tường tại sao có thể một hơi luyện chế nhiều như vậy? Điều này làm cho hắn khó có thể lý giải được. Hơn nữa hắn vừa nãy cũng nhìn thấy trầm tường diễn sinh ra đến dược tinh thể số lượng hắn phỏng chừng ngưng đan thời điểm sẽ ở bảy tám hạt khoảng chừng trái phải. Thế nhưng hiện tại nhưng vọt lên gấp đôi, đó là bởi vì trầm tường sử dụng diễn sinh pháp sau. Khi các vị lão luyện đan sư đều đem sự chú ý đặt ở nhạc diệt nhiên trên người. Mà nhạc diệt nhiên cũng ở nói chuyện với người khác. Đều không có chú ý tới trầm tường, trầm tường liền vào lúc đó sử dụng sông tới pháp đi sông tới. Một lần, nguyên bản hắn không dự định tiến hành nhưng nếu như thắng lợi liền có thể được đan linh. Vì bảo đảm mình có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Hắn liền lâm thời quyết định tiến hành một lần sông tới, để hắn khá là bất ngờ chính là. Sông tới sau khi liền sinh ra linh thần. Những kia vụn vặt dược tinh thể liền lập tức tự mình dung hợp được. Dung hợp tốc độ muốn so với trầm tường hợp tác với phong khả nhi thời điểm nhanh quá hơn. Nhiều, dung hợp sau khi trầm tường đem đoàn kia to lớn dược tinh thể chia làm 15 phân sau đó lại nhanh chóng tự mình ngưng đan. Điều này làm cho trầm tường phi thường ung dung liền hoàn thành này một lò đan. mươi 3169, nắm đấm muốn cứng. Dấu lớn cái khác vài cái lão luyện đan sư cũng đã dồn dập nhảy lên đài. Bọn họ nghe được 15 hạt thời điểm cũng cảm thấy khó có thể tin. Mà bọn họ tới vừa nhìn sau khi, xác định đây là thật sự, trầm tường luyện chế này 15 hạt hóa cuồng thần đan đều là vừa ra lò, chỉ cần là luyện đan sư đều có thể một chút nhìn ra. Huống chi những này hóa cuồng thần đan đều có đặc biệt khí tức, loại khí tức này là thiên đan. Sơn trang, dược tài đặc biệt, thiên đan sơn trang đan, dược đều có đặc thù khí tức. Loại khí tức này cùng dược tài trồng cho thời điểm cùng một nhịp thở. Vì lẽ đó này tốt vô cùng phân biệt vừa ra lò hóa cuồng thần đan lại có thiên đan sơn trang đặc hữu khí tức, vì lẽ đó này không tồn tại dối trá khả năng. Vậy thì là nói, trầm tường thật sự một lò có thể luyện chế ra 15 hạt hóa cuồng thần đan. Đến, tuy rằng sử dụng hai phân, dược tài. Nhưng điều này cũng phi thường đáng sợ, để thiên đan trang chủ dương dương tự đắc hóa cuồng đan. Linh cũng chỉ là luyện chế ra bảy hạt mà thôi, đây là thật sự, đến. Cùng là làm sao luyện chế ra đến diễn sinh pháp phát huy đến mức tận cùng sao lão nhạc ngươi diễn sinh pháp có phải là không trọn vẹn nhân loại này tiểu quỷ đối với diễn sinh pháp khống chế tự hồ muốn so với ngươi lợi hại nhà ta cũng không biết nhạc diệt nhiên đối mặt mọi người nghi vấn bất đắc dĩ lắc đầu trầm tường cười nói ta hiện tại đã thắng lợi khen thưởng đây mọi người bỗng nhiên nhớ tới thu được đệ nhất là có thể được đan linh vậy cũng là phi thường quý giá khen thưởng mà này dĩ nhiên sẽ bị một kẻ loài người được, rất nhiều chế diễu lão luyện đan sư đều ở bên cạnh. Cười trên sự đau khổ của người khác. Trước thiên đan trang chủ ở trước mặt bọn họ khoe khoang hả hê. Hiện tại cống ngầm phiên thuyền, để trong lòng bọn họ mừng thầm không ngớt, nhân. Lại tiểu quỷ, ngươi liền yên tâm được rồi, thiên đan trang chủ thâm minh đại nghĩa. Nói chuyện giữ lời, sẽ không thiếu đạt được ngươi, chính là thiên đan trang chủ có thể là phi thường coi trọng nhân tài mặc dù ngươi là nhân loại nhưng tài nghệ của ngươi bây giờ đầy đủ để chúng ta lão gia hỏa này bái phục chịu thua vượt xa chúng ta lão gia hỏa này thiên đan trang chủ đem đan linh cho người ta đi ngược lại chính ngươi còn có thể luyện chế đúng nhà ngươi nên không thiếu đan linh đi cũng không phải là muốn đổi ý chứ đổi ý cũng không có chuyện gì ngược lại mọi người đều sẽ không nói cái gì dù sao đan linh rất quý giá người không nỡ cũng là hợp tình hợp lý thiên đan trang chủ ngươi lợi hại như vậy mọi người ở bề ngoài chắc chắn sẽ không nói nói xấu ngươi nhiều lắm cũng chỉ là trong lòng khinh bỉ ngươi mà thôi lão gia hỏa này ở bên cạnh ồn ào nhạc diệt nhiên sau khi nhìn thấy trong lòng cũng là hồi hộp thiên đan trang chủ lúc này mặt có chút xám ngát bởi vì hắn vững tin chính mình hóa cuồng đan linh có thể thắng lợi cho nên mới phải lấy ra cái này khen thưởng. Nào có biết trầm tường cái này nghịch thiên gia hỏa dĩ nhiên lập tức luyện chế ra 15 hạt. Đến, cho, thiên đan trang chủ nộ mạnh mẽ chừng trầm tường một chút. Sau đó đem cái kia đan linh đưa cho trầm tường, thiên đan trang chủ cả giận hư một tiếng. Sau đó mang theo hắn hóa cuồng đan linh rời đi, liền ở tại bọn hắn đi rồi sau khi. Nhạc gia người lập tức xông lên, đem trầm tường cùng nhạc diệt nhiên vây quanh lên, nhạc viêm, các ngươi làm cái gì vậy? Nhạc diệt nhiên sắc mặt lạnh giá, trầm giọng hỏi, nhạc. Diệt nhiên, ngươi là nhạc gia người, mà ngươi cửa hàng là nhạc gia cửa hàng. Tiểu quỷ này là nhạc cửa hàng luyện đan sư. Ngươi hiện tại tới chỗ này tham gia tỉ thí thu được khen thưởng cũng là nhạc gia. Nhạc viêm mặt không đỏ tim không đập nói rằng, mọi người tuy rằng đều phi thường đố kỵ trầm. Tường được đan linh, thế nhưng trong lòng đều không khỏi thầm mắng cái này nhạc viêm quả thực không biết xấu hổ nha, trước lo lắng trầm tường đại biểu nhạc gia đến tỉ thí sẽ cho. Nhạc gia mất mặt còn không ngừng mà cùng trầm tường rũ sạch quan hệ. Khắp nơi chào phúng châm biếm trầm tường. Nói cho mọi người bọn họ nhạc gia cũng phi thường xem thường kẻ nhân loại này tiểu quỷ thế. Nhưng, hiện tại trầm tường thể hiện ra thiên phú như thế, còn phải đến đan linh. Bọn họ nhạc gia phi thường đỏ mát. Hơn nữa, bọn họ cho rằng trầm tường cũng coi như là nhạc gia người liền muốn lấy được này mạnh mẽ đan linh các ngươi các ngươi có xấu hổ hay không nhạc diệt nhiên cả giận nói các ngươi từng cái từng cái trên mặt đều có một lớp da có muốn ta giúp ngươi một tay hay không môn bái đi thực sự là vô liêm sỉ nhạc diệt nhiên không cho liền đừng trách chúng ta đối với ngươi dùng gia pháp này đan linh là chúc cho chúng ta nhạc da nhạc viêm lạnh lùng nói sau đó hắn cùng nhạc ra mấy cái ông lão đều lấy ra một khối trận bàn, ai nấy đều thấy được. Trong tay bọn họ trận bàn là làm được việc gì? Chính là dùng để nhốt lại nhạc diệt nhiên cùng trầm tường, tuy rằng đây là ở thiên đan sơn. Trang, thế nhưng thiên đan trang chủ cũng mặc kệ chuyện này. Này đối với hắn mà nói toán là phi thường hà giận sự tình. Trầm tường nhưng là được hắn đan linh, nếu là bị nhạc gia cướp đi trong lòng hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dễ chịu một ít, phẫn nộ nhất chính là trầm tường Trước nhạc ra người như vậy vội vã rũ sạch quan hệ hắn liền không nói. Mà ở rũ sạch quan hệ thời điểm còn cố ý đối với hắn chê cười, bây giờ hắn thắng lợi. Dĩ nhiên vô liêm sỉ công bố này đan linh là bọn họ ta nếu là không cho đây. Trầm tường đã đem đan linh cất đi, lạnh giọng nói rằng, nếu là không cho, người chỉ có một con đường chết nhạc viêm nói xong trong tay trận bàn hồng quang lóe lên cái khác mấy cái ông lão trận bàn cũng đều dồn dập phi bắn ra đem toàn bộ tỉ thí đài đều bao phủ lên ở tỉ thí trên đài không trôi nổi hai cái trận bàn một người trong đó ở nhạc diệt nhiên trên đầu bởi vì một ở trầm tường trên đầu các ngươi nhạc diệt nhiên nổi giận hết một tiếng trên người cái kia cuồng bạo ngạo thế cuồng lực đột nhiên thả ra ngoài đại địa bỗng nhiên run lên nhưng cũng vẻn vẹn mà thôi nhạc diệt nhiên đã bị nhốt rồi liền nhạc diệt nhiên đều không thể chạy đến chớ nói chi là trầm tường nhạc vĩ cương ngươi tiến lên để nhân loại này tiểu quỷ đem đan linh giao cho ngươi nếu là hắn không cho ta liền giết chết nhạc diệt nhiên nhạc viêm đi tới nhạc diệt nhiên trước mặt nhạc diệt nhiên bị một lồng ánh sáng màu đỏ lên lên căn bản là không có cách từ bên trong đi ra nhạc viêm lấy ra một thanh kiếm chỉ vào nhạc diệt nhiên lạnh lùng nói ngược lại ngươi đối với chúng ta nhạc ra cũng không cái gì cống hiến giết chết ngươi cũng không cái gì nhạc viêm cũng định cùng cũng nhạc diệt nhiên cắt đứt nếu là như vậy có thể được đan lên hắn cho rằng mặc dù đem nhạc diệt nhiên giết chết cũng là phi thường đáng giá vì lợi ích không chừa thủ đoạn nào đây chính là bọn họ những đại gia tộc này cao tầng nhất định phải nắm giữ nhạc vĩ cương là nhạc gia tuổi trẻ luyện đan sư cũng coi như là một thiên tài vừa nãy luyện đan thời điểm có thể luyện chế ra ba hạt hóa cuồng thần đan hơn nữa phẩm chất đều rất tốt hơn nữa còn là con trai của nhạc viêm ở nhạc gia có cực cao địa vị càng quan trọng chính là nhạc vĩ cương là một cái chuẩn bị bước vào ngạo thế cuồng cảnh đệ tử trẻ tuổi chỉ cần hắn có thể bước vào ngạo thế cuồng cảnh. Chính là nhạc gia năm thứ nhất khinh cường giả, rác rưởi mau đưa đan linh giao ra đây. Nhạc vĩ cương lúc này phi thường thoải mái, bởi vì một thiên tài luyện đan sư đã bị hạn chế. Có thể tùy ý hắn dẫm đạp, nhạc vĩ cương nhìn thấy trầm tường dùng một loại tràn ngập cam hận ánh. Mắt chừng mắt hắn, trong lòng nhất thời giận dữ, cách không một quyền đánh về phía trầm tường. Ngạo thế cuồng lực ngưng tụ thành quyền kinh dường như mãnh thú bay nhào va chạm ở trầm tường trên người, âm trầm tường bị một nguồn sức mạnh xung kích đến. Cả người đau xót nhưng không có chuyện lớn gì. Cơ thể hắn vẫn là rất cường hãn, cú đấm này tuy rằng không có đụng tới trầm tường, nhưng cũng triệt để làm tức giận hắn. Chương 3170, cuồng hồn chi nộ. Dấu lớn trầm tường căm tức nhạc vĩ cương, trước mắt nam tử này tuy rằng lớn lên khá là tuấn tú. Nhưng nội tâm hắn nhưng cực kỳ xấu xí lúc này biểu hiện càng bị nội tâm hắn các loại tâm tình tiêu cực cho vặn vẹo ta có các ngươi nhạc gia vốn là không hề có quen biết gì trước cũng không có đắc tội quá các ngươi mà hiện tại nhưng bởi vì tham lam mà muốn chiếm đoạt ta nên có đồ vật như các ngươi loại này ra hỏa ta xưa nay đều là coi các ngươi là làm lại xấu lại dơ bẩn rã lang đối xử giống nhau trầm tường trầm lạnh nói rằng mà khi loại này sói hoang công kích ta thời điểm ta là quyết không lưu tình ha ha đều bị chúng ta nhốt lại lại vẫn nói ra những lời này đến người thật sự coi chính mình có thể luyện đan thì ngon sao có thể luyện đan không tính là gì nắm đấm rất cứng mới coi như mạnh mẽ nhạc vĩ cương cười to nói người nói đúng luyện đan nhất định phải nắm đấm rất cứng gặp phải sói hoang thời điểm mới có thể phản kích người nhìn ta một chút nắm đấm rất cứng sao Trầm tường nói xong, người đã không gặp nhạc gia người bỗng nhiên kinh hãi. Khi bọn họ nhìn thấy trầm tường xuất hiện thời điểm, đã cảm ứng được một luồng bằng bạc khí tức trào ra. Trầm tường nắm đấm đã nện ở nhạc vĩ cương trên lỗ mũi diện. Hơn nữa toàn bộ nắm đấm cũng đã không vào mũi vị trí, nắm đấm hãm sâu trong đó. Có thể thấy được trầm tường cái kia quyền cứng bao nhiêu, chết. Đầy mặt phẫn nộ trầm tường trầm hống một tiếng, nắm đấm kim quang lóe lên tác dụng một luồng ngạo thế cuồng lực ầm, ngạo thế cuồng lực thông qua trầm tường sử dụng dung. Trời lực lượng phối hợp lưu tinh thần kinh trùng kích ra. Xung kích sau khi phát sinh cuồng bạo quyền kinh đồng thời, còn mang theo cuồng liệt rung động. Trực tiếp đập vỡ tan nhạc vĩ cương đầu lâu, nhạc ra một thiên tài. Liền như thế bị người giết chết. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt nhạc ra nhiều cường giả trước mặt. Vẫn là một kẻ loài người giết chết, nhạc diệt nhiên cũng sửng sốt hắn biết trầm tường luyện đan nhưng không nghĩ tới trầm tường sức chiến đấu dĩ nhiên cũng đáng sợ như thế nhạc vĩ cương nhiều lắm cũng chỉ là cùng trầm tường đồng dạng tu vi là một cấp bậc cùng cấp bậc bên trong trầm tường nhưng là sự tồn tại vô địch một quyền đánh giết nhạc vĩ cương đối với hắn mà nói là phi thường chuyện dễ dàng khốn kiếp nhạc viêm nhìn con trai của chính mình bị người tại chỗ đem đầu lô nổ nát đã mù quáng, móng vuốt đã mò về trầm tường, nhưng mà... Ngay ở hắn cho rằng muốn vồ nát trầm tường đầu lâu thì... Nhạc diệt nhiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái chói lại cổ tay hắn. Sau đó một luồng hùng hậu ngạo thế cuồng lực bị nhạc diệt nhiên thả ra ngoài. Thông qua cánh tay rót vào nhạc viêm trong cơ thể. Chỉ là trong nháy mắt liền rót vào nhạc viêm bên trong thân thể. Làm cho nhạc viêm thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, da rẻ dạn nớt cốt cách vỡ nát nhạc diệt nhiên lửa giận phi thường đáng sợ lúc này nhạc diệt nhiên cả người đều liều lĩnh một loại ngọn lửa màu đen màu đen kiêu ngạo không ngừng phun tung tóe dường như vô số ác linh đang múa may cái kia cỗ thô bạo khí tức để người vây xem không thể không lùi về sau này nhạc diệt nhiên lúc này xem ra phảng phất tiệt thế ác ma như thế làm tức giận ta nhạc diệt nhiên hậu quả chính là đem trong cơ thể ta ngạo thế cuồng hồn triệt đề thả ra ngoài tỉnh lại ta ngạo thế cuồng hồn đây là muốn trả giá thật lớn mà đánh đổi chính là các ngươi mệnh nhạc diệt nhiên âm thanh lạnh lùng tràn ngập lệ khí lúc này bầu trời đã kinh biến đến mức tối tăm lên mọi người cũng đã chạy trốn mà trên đài bởi vì có trận pháp bao phủ vì lẽ đó trong này người nhà họ nhạc đều không thể đi ra ngoài trước nhạc ra mấy cái ông lão hay dùng mấy cái trận bàn đem toàn bộ tỉ thí đài đều bao phủ lên đi vào cũng không dễ dàng sau đó sẽ dùng đơn độc trận bàn cầm cố trầm tường cùng nhạc diệt nhiên, nhạc diệt nhiên mặc dù có thể thoát khỏi cầm cố là bị trầm tường sử dụng lực lượng không gian na di đi ra cuồng. Hồn chi nộ, nhạc diệt nhiên rít lên một tiếng, chỉ thấy trên người hắn không ngừng bay ra từng cái từng cái bóng đen. Vô số bóng đen ở tỉ thí đài bên trong phi thoan, người nhà họ nhạc sau khi nhìn thấy. Đều kinh hãi không ngớt, bọn họ đều đối với nhạc diệt nhiên hiểu rất rõ nhạc diệt nhiên loại này đáng sợ cuồng hồn càng là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật chỉ có điều bởi vì nhạc diệt nhiên những năm gần đây đều mê muội đan đạo đã cực kỳ lâu cũng không hề động thủ quá để mọi người đều quên hắn loại này sức mạnh đáng sợ bay lượn bóng đen dĩ nhiên có thể ung dung xuyên thấu người thân thể thậm chí chú ý tới chỉ cần bị loại này bóng đen xuyên thấu thân thể người ngạo thế cuồng lực sẽ yếu bớt hơn nữa trên mặt cũng sẽ thêm một phần tử khí, nơi này chỉ có chung quanh hắn là trống rỗng. Những kia bóng đen tuy rằng hồ, loạn, bay lượn, thế nhưng là không có tới gần hắn, nhạc. Diệt nhiên, bên trong cơ thể ngươi nhưng là chảy xuôi nhạc ra huyết mạch. Người đầy chính là tự giết lẫn nhau, nói. Láo, các ngươi động thủ với ta thời điểm. Làm sao không nghĩ tới trong cơ thể ta có nhạc ra huyết mạch. Nhạc diệt nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới, nắm đấm trực tiếp bắt chuyện quá khứ đánh vào một tên nhạc gia ông lão mắt bộ trực tiếp đem một nửa của hắn đầu lâu đánh nứt bóng đen dần dần thiếu mà nơi này người nhà họ nhạc lúc này cũng đã sống giờ chết giờ nằm trên mặt đất trước mấy người đều là rất trẻ trung nhưng hiện tại cũng đã trở nên phi thường già nua dường như sắp chết già người nếp nhăn trên mặt tầng tầng lớp lớp giày đặc dữ tợn này đều là tuổi thọ bị hút đi tạo thành trầm tường nhìn ra sững sờ Nhạc diệt nhiên vừa nãy thả ra bóng đen thật đáng sợ, ngươi. Ngươi không chết tử tế được. Một người kìm nén cuối cùng một hơi quay về nhạc diệt nhiên nói rằng, không. Chết tử tế được chính là ngươi. Nhạc diệt nhiên đi tới. Trực tiếp móc ra này người ngạo thế của Nguyên Châu. Sau đó liên tiếp đem cái khác người nhà họ nhạc ngạo thế của Nguyên Châu móc ra, tình cảnh này. Xem nơi rất xa người vây xem tê cả da đầu vậy cũng là sống sờ sờ bị người đem quý giá ngạo thế của nguyên châu đào móc ra bọn họ nghĩ đến đều cả người run lên nhạc diệt nhiên tốt xấu cũng là thiên cổ thái giới bên trong nhân vật có tiếng tam những người này đối với hắn làm được như vậy tuyệt bất tử mới là lạ thiên đan trang chủ lắc đầu thở dài hắn đan linh bị trầm tường được hắn biết bao không có đoạt lại ý nghĩ Nhìn thấy tình cảnh này, hắn ý niệm trong lòng triệt để bỏ đi, nhạc diệt nhiên ở thiên cổ thái. Giới xem như là một lão gia hỏa, hơn nữa còn đi qua vạn đạo bên trên. Thực lực là phi thường đáng sợ, chỉ là nhiều năm qua bởi vì hắn luyện đan mà bị rất nhiều người. Lờ là hắn thực lực chân chính, nhạc diệt nhiên lập tức đem nhạc gia này chừng 10 người giết. Chết, sau đó hắn nhặt lên những kia trận bàn, khống chế trận bàn bỏ chạy phong cấm liền dẫn trầm tường rời đi thiên đan sơn trang, nhạc. Diệt nhiên đi rồi, thiên cổ hoàng tử đối với bên cạnh ông lão nói rằng. Nhạc diệt nhiên thực lực vẫn là rất mạnh, các ngươi có thể bảo đảm đối phó được hắn sao, nhất. Định có thể, nếu là trước, chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tử kia hiểu được sử dụng lực. Lượng không gian, thế nhưng hiện tại đã bị chúng ta phát hiện. Chúng ta là có thể ngăn chặn tình huống như thế, người vừa nãy cũng nhìn thấy đi nhạc diệt nhiên bị một trận bàn bọc lại sau khi liền bị hạn chế đến gắt gao ông lão kia nói rằng như vậy liền được chúng ta nhất định phải được đan linh nếu là ta có thể nắm giữ một cái đan linh ta sau này địa vị có thể nâng cao một bước thiên cổ hoàng tử cười lạnh ở thiên cổ trong hoàng thất hoàng tử đông đảo hơn nữa hắn lần này ngày nữa đan đại hội lại thất bại bị trầm tường cùng hóa cuồng đan linh vượt qua liền như vậy trở lại nhất định sẽ bị chuyện cười, mà bây giờ, bọn họ chắc chắn có thể tóm lại trầm tường cùng nhạc diệt nhiên, chỉ cho bọn họ mạo hiểm. Một khi được đan linh, sẽ được ích lợi vô cùng. Trường 3171, hung hăng hoàng tộc. Dấu lớn trầm tường bắt được đan linh sau khi, nhạc diệt nhiên mang theo hắn mau mau rời xa tòa sơn trang này. Đan linh tầm quan trọng bọn họ đều phi thường rõ ràng có thể làm cho nhạc gia những người kia không tiếp tất cả cùng hắn trở mặt là có thể có thể thấy ông chủ chúng ta hiện tại muốn đi chỗ nào trở lại cửa hàng sao trầm tường hỏi không cửa hàng hiện tại cũng không phải chỗ an toàn nhạc diệt nhiên cau mày nói rằng người vừa nãy nhìn thấy thiên cổ hoàng thất những tên kia không có nhìn thấy làm sao trầm tường mới vừa mới lúc rời đi đúng là lưu ý một hồi bởi vì thiên cổ hoàng thất thực lực là mạnh nhất trước hắn còn lo lắng thiên cổ hoàng thất sẽ ra tay với bọn họ những này ra hỏa không đúng chúng ta lúc rời đi bọn họ xem chúng ta ánh mắt rất không đúng nhạc diệt nhiên nói rằng bọn họ có thể sẽ đuổi theo người có thể không thể sử dụng lực lượng không gian mau mau xa cách nơi này không thành vấn đề trầm tường cũng không biết thiên cổ hoàng thất mạnh bao nhiêu nói chung hắn không hy vọng bị đối phương truy sát trầm tường sử dụng lực lượng không gian mang theo nhạc diệt nhiên thuấn di rời đi hơn nữa còn là liên tiếp thuấn di trầm tường nhiều năm qua thường thường bị đuổi giết vì lẽ đó hắn đang tránh né thời điểm cũng phi thường có kinh nghiệm hắn thuấn di sau khi sẽ lập tức rõ ràng đi khí tức như vậy có thể để phòng ngừa bị lần theo đến ông chủ thiên cổ hoàng thất gia hỏa rất mạnh sao trầm tường đã mang theo nhạc diệt nhiên đi tới trong một vùng núi hắn cũng không biết đây là địa phương nào nhạc diệt nhiên trôi nổi đến trên không điều tra bốn phía tình huống hắn hiện tại cũng không biết trầm tường dẫn hắn đi tới nơi nào thiên cổ hoàng thất là thiên cổ thái giới cường thịnh nhất thế lực không có một trong trừ phi các gia tộc lớn có thể liên thủ bằng không căn bản không có ai có thể tiêu diệt bọn họ nhạc diệt nhiên nói rằng mặc dù nhạc diệt nhiên bản thân nắm giữ rất mạnh thực lực thế nhưng đối mặt thiên cổ hoàng thất hắn cũng là phi thường kiêng kỵ, nhạc diệt nhiên hạ xuống mặt đất, nói với trầm tướng. Nơi này hẳn tạm thời an toàn, chúng ta hiện tại không thể trở về đi bên trong cửa. Hàng, trưởng quỹ kia bọn họ chẳng phải là gặp nguy hiểm. Trầm tường ở bên trong cửa hàng trải qua một quãng thời gian, theo. Đè cái trưởng quỹ đối với hắn vẫn tính rất tốt nếu như bởi vì chuyện này bị liên lụy. Hắn sẽ phi thường băn khoăn, không cần lo lắng, trưởng quỹ hắn theo ta rất nhiều năm một khi có cái gì gió thổi cỏ lay chính hắn sẽ có hành động nhạc diệt nhiên nói rằng người hiện tại nhìn kỹ một chút cái viên này đan linh xem có vấn đề gì hay không trước chúng ta quá mức vội vàng hơn nữa thiên đan trang chủ người này thật giống cho đến cũng rất thẳng thắn ta phi thường hoài nghi trầm tường đem đan linh lấy ra cẩn thận đã kiểm tra sau nói rằng đây là thật sự đan linh chỉ có điều có chút kỳ quái mặt trên khí tức cùng chính ta luyện chế ra đến có sự bất đồng rất lớn trầm tường đem đan linh đưa cho nhạc diệt nhiên hắn đối với nhạc diệt nhiên còn là phi thường tín nhiệm nhạc diệt nhiên nhận lấy sau khi chỉ là hơi hơi nhìn một chút liền nhíu mày đây là đan linh không sai bên trong ẩn chứa phi thường khủng bố hóa cuồng thần đan dược lực đúng là hóa cuồng thần đan đan linh chỉ có điều này cũng không phải gần đoạn thời gian luyện chế ra đến chẳng trách ta cảm giác được ít đi sinh khí nguyên lai cũng không phải khoảng thời gian này luyện chế ra đến nha trầm tường cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao cảm thấy là lạ, lạ đó là lúc nào luyện chế ra đến có ít nhất mấy ngàn năm nhạc diệt nhiên nhìn kỹ cái này đan linh đột nhiên cười gằn lên thiên đan trang chủ người này chính hắn cũng không thể luyện chế hóa cuồng thần đan đan linh những này đan linh đã tồn tại rất nhiều năm là rất lâu trước liền luyện chế ra đến vì sao lại như vậy trầm tường tiếp nhận đan linh sau đó từ quan sát kỹ cũng không có phát hiện món đồ gì cũng không biết hắn là từ nơi nào được nói chung không phải chính hắn luyện chế ra đến hoặc là hắn gặp may đúng dịp được nhạc diệt nhiên càng nghĩ càng giận nổi giận mắng tên khốn kiếp này lại tuyên bố là chính mình luyện chế dùng này đến nâng lên chính mình uy vọng sau đó thông qua chuyện này đến làm thấp đi chúng ta thật là một tiểu nhân vẫn đúng là không thấy được cái tên này tướng mạo đường đường dĩ nhiên làm loại chuyện này trầm tường cũng rõ ràng nhạc diệt nhiên đối với chuyện này phi thường trọng thị bởi vì thiên đan trang chủ lúc trước nhưng là đối với hắn tràn ngập khinh bỉ còn để mọi người cho rằng hắn không bằng thiên đan trang chủ nghĩ tới đây sự kiện nhạc diệt nhiên thì càng thêm phẫn nộ tên khốn kiếp này ta muốn giết chết hắn nhạc diệt nhiên lạnh giọng một hanh trầm tường xem trong tay đan linh nói rằng ta bây giờ có thể không có thể mở bắt đầu dùng huyết đi luyện chế trầm tường u giao sơn trang bên trong cũng đã có đan linh chỉ có điều đó là cuồng lực đan đan linh tuy rằng cũng có tác dụng nhưng này dù sao cũng là cấp thấp ngạo thế cuồng đan trong tay hắn đan linh nhưng là cấp trung hóa cuồng thần đan đan linh tạm Thời trước tiên không muốn, bây giờ chúng ta vẫn không có ổn định lại. Nhạc diệt nhiên là phi thường cẩn thận, nói rằng, ta hiện tại dẫn ngươi đi một chỗ. Ta trước đây ở chỗ đó lánh đời quá một quãng thời gian, ngay. Ở nhạc diệt nhiên vừa động thủ, không chung một trận kim quang chiếu xuống. Xuất hiện một to lớn lồng ánh sáng màu vàng đem bọn họ bao phủ lại, này lồng ánh sáng màu vàng. Ống tre đậy chu vi chăm dặm, trầm tường nhạc diệt nhiên đều bị nhốt ở bên trong không cách nào lao ra cái này màu vàng kết giới thiên. Cổ hoàng thất ra hỏa, lăn ra đây cho ta. Nhạc diệt nhiên quay về bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng, trầm tường sử dụng một hồi thời. Không lực lượng, dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn lực lượng không gian mất đi hiệu lực, sẽ không có dùng, những tên kia trước nhìn thấy ngươi từng dùng tới lực lượng không gian. Vì lẽ đó bọn họ lần này nhất định sẽ có ứng đối phương pháp nhạc diệt nhiên nhìn bốn phía tìm kiếm thiên cổ người của hoàng thất rất nhanh mấy đạo kim quang trùng không trung bắn thẳng đến hạ xuống xuất hiện năm tên người mặc màu vàng chiến giáp lão hán bọn họ mặt nghiêm túc trên tràn đầy sát khí loại kia hừng hực cuồn cuộn sát thế để trầm tường trong lòng đập bịch bịch này mấy cái giáp vàng lão hán thực lực đều phi thường đáng sợ hơn nữa còn là loại kia kinh nghiệm lâu năm chiến trường chiến cuồng một tên thân mang màu vàng hào hoa phú quý quần áo chàng thanh niên chậm rãi đi tới trên mặt mang theo một loại nụ cười khinh thường các ngươi đúng là chạy trốn rất nhanh mà đáng tiếc vẫn là không cách nào chạy ra lòng bàn tay của ta người này chính là thiên cổ hoàng tử các ngươi là làm sao tìm tới nơi này nhạc diệt nhiên đối với này cũng cảm thấy khó mà tin nổi thiên cổ người của hoàng thất dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này chỉ là các ngươi quá coi thường chúng ta thiên cổ hoàng thất Thiên cổ hoàng tử cũng không có nói cho Trầm Tường bọn họ, hắn nhìn Trầm Tường, lạnh mặt nói: "Nhân loại, mau mau đem Đan Linh cho ta đi, ta có thể để cho các ngươi an toàn rời đi, không?" "Cho? Trầm Tường cũng mặt lạnh lùng, dựa vào cái gì phải cho ngươi? Ngươi có tư cách gì nắm giữ cái này Đan Linh? Ta Tình nguyện hủy diệt cũng không cho ngươi, làm càn, cho hắn một chút giáo huấn." Thiên cổ hoàng tử nhất thời giận dữ, kỳ thực thiên cổ hoàng tử thiên phú vẫn là rất tốt. Nếu không là Trầm Tường cùng hóa cuồng Đan Linh hai người này yêu nghiệt đặt ở hắn mặt trên. Hắn chính là lợi hại nhất, Thiên cổ hoàng tử cảm thấy bị hóa cuồng Đan Linh đánh bại thì cũng chẳng có gì, thế nhưng bị một kẻ loài người xa xa bỏ lại đằng sau. Liền để hắn phi thường đố kỵ, hiện tại hắn không chỉ muốn chiếm được Trầm Tường trong tay Đan Linh, còn muốn trà đạp một phen Trầm Tường mới có thể làm cho hắn cảm thấy thoải mái chương 3172, cấm địa phong ấn. Dấu lớn thiên cổ hoàng tử hạ lệnh sau khi cái kia năm tên giáp vàng lão hán không nói hai lời. Lập tức liền công kích trầm tướng. Mà nhạc diệt nhiên thân thể cũng rung động lên, vô số bóng đen hiện lên. Đây là hắn cuồng hồn lực lượng, một loại có thể thôn phệ người khác tuổi thọ cùng sức mạnh kỳ. Dị cuồng hồn, lồng ánh sáng màu vàng bên trong bên trong trở nên một mảnh tối tăm đầu đầu cũng có loại này bóng đen bóng đen dường như sóng lớn bình thường đánh cái kia vài tên muốn đi qua giáp vàng lão hán để bọn họ không dám manh động mà trầm tường cũng ở vừa nãy chạy đến đi sang một bên nhạc diệt nhiên thực lực rất mạnh mặc dù coi như cái kia vài tên giáp vàng lão hán thực lực muốn so với hắn mạnh mẽ rất nhiều nhưng hắn sử dụng cuồng hồn lực lượng sau dĩ nhiên năng lực ép đối phương trầm tường đã chạy đến một bên thiên cổ hoàng tử cũng đuổi lại đây đừng tưởng rằng ngươi có thể giết chết nhạc gia đệ tử thiên tài liền phi thường ghê gớm như nhạc gia loại kia ra hỏa ta cũng có thể ung dung giết chết thiên cổ hoàng tử lấy ra một cây trường thương đầu thương là màu vàng lóe lên từng tia từng tia tia chớp màu vàng óng hắn đổi thành trường thương sau khi đột nhiên hướng trầm tường đâm tới trực tiếp đâm hướng về trầm tường trái tim thế nhưng là bị trầm tường trực tiếp tay không tóm lấy, trầm tường nhưng là tiến hành vô đạo tu. Hành, thân thể vô cùng cường hãn. Hắn cầm thật chặt này thanh lưu động hùng hồn ngạo thế cuồng lực trường thương. Cũng chẳng qua là cảm thấy có chút ma thống mà thôi ta. Có thể giết chết nhạc ra người, cũng có thể giết chết ngươi. Trầm tường nắm lấy trường thương sau khi, đột nhiên một đánh. Trực tiếp đem trường thương đoạt tới mà thiên cổ hoàng tử cũng bị hắn lôi lại đây, thiên cổ hoàng tử bị bắt lại đây sau khi. Trầm tường lập tức vứt ra một cái hắc tiên. Này hắc tiên sử dụng vạn đạo thần thổ luyện chế mà thành. Nắm giữ phi thường đáng sợ buộc chặt lực. Lập tức liền đem thiên cổ hoàng tử cuốn lấy, thiên cổ hoàng tử bị cuốn lấy trong nháy mắt. Thân thể bùng lên ra một trận kim quăng, muốn tránh thoát. Thế nhưng hắn mặt trên đã xuất hiện một lục đạo thần kính, lục đạo thần kính mặt kính thả ra hồng sắc ánh sáng đem thiên cổ hoàng tử bao phủ ở bên trong để hắn không cách nào rời đi cái này hồng sắc lồng ánh sáng này chính là trước người nhà họ nhạc dùng để nhốt lại nhạc diệt nhiên trận ban khi đó cũng đã bị trầm tường sử dụng lục đạo thần kính lặng lẽ phục chế đi thiên cổ hoàng tử bị trận pháp này bao phủ sau khi đứng lên nhất thời kinh hãi vội vàng hô giáp vàng thần vệ mau tới giúp ta, trợ đại gia ngươi, ta chúc ngươi đời sau đầu thai đến cẩu trên người. Trầm tường cười ha ha, lục đạo thần kính đã đâm vào thiên cổ hoàng tử trái tim. Trực tiếp quán đi xuyên qua, tiếp theo chính là trầm tường trực tiếp đem ngạo thế của nguyên. Châu cho móc ra, xa xa cái kia mấy cái giáp vàng thần vệ sau khi nhìn thấy, muốn đi qua. Thế nhưng nhạc diệt nhiên thả ra ngoài bóng đen quá quỷ dị. Đem bọn họ bao phủ sau khi thức dậy để bọn họ như là ở bên trong nước như thế khó có thể hành động hơn nữa còn sẽ theo thủy lãng khắp nơi lan lộn nhạc diệt nhiên thả ra ngoài bóng đen cũng không có cái gì lực công kích nhưng cũng có thể nhốt lại cái kia mấy cái rất mạnh mẽ giáp vàng thần vệ trầm tường nhanh đi đem mặt trên trận bàn hủy diệt ta kiên trì không mất bao nhiêu thời gian ta không phải là đối thủ của bọn họ chỉ là có thể tạm thời ngăn cản bọn họ nhạc diệt nhiên cho trầm tường truyền âm nói ta Biết rồi, ta hiện tại liền lên đi. Trầm Tường lập tức đằng bay lên, rất nhanh sẽ nhìn thấy một rất nhỏ trận bàn. Dĩ nhiên chỉ có to bằng bàn tay, nhìn thấy cái trận bàn này sau khi Trầm Tường lập tức lấy ra Cửu Tiêu Thần kiếm, đem một chiêu kiếm đâm thủng, cái kia trận bàn cũng không phải vạn đạo thần thổ luyện chế ra. Đến, Trầm Tường rất dễ dàng liền có thể đâm thủng. Đưa cái này nhốt lại bọn họ đại trận hủy diệt kim, sắc lồng ánh sáng biến mất sau khi trầm tường lập tức chạy trở về nhạc diệt nhiên cho trầm tường truyền âm nói sử dụng ngươi lực lượng không gian xa trốn nơi này trầm tường mang theo nhạc diệt nhiên rất nhanh sẽ thuấn di rời đi cũng không biết bọn họ là làm sao đuổi theo trầm tường mang theo nhạc diệt nhiên thuấn di một khoảng cách sau khi phi thường nghi hoặc hỏi thiên cổ trong hoàng thất có thật nhiều kỳ nhân chuyện lạ bọn họ khẳng định có phương pháp gì bằng vào chúng ta tuyệt không có thể xem thường nhạc diệt nhiên nói rằng hiện tại ta liền dẫn ngươi đi một chỗ an toàn nhạc diệt nhiên lấy ra một đĩa ném mang theo trầm tường nhanh chóng phi hành lên sau ba ngày ba đêm trầm tường chỉ nhìn thấy phía trước có giày đặc hôi sắc khí vụ phía trước một một khu vực lớn đều bị loại này hôi sắc khí vụ cho bao phủ lên đây là địa phương nào trầm tường chỉ là ở phía xa nhìn thấy liền cảm thấy phi thường ngột ngạt Hắn không hiểu tại sao Nhạc diệt Nhiên muốn dẫn hắn đi tới loại địa phương nguy hiểm này, bên. Trong chính là Thiên Cổ Thái thú bị nơi phong ấn. Nhạc diệt Nhiên nói rằng chính là ở bên trong cái kia mảnh trong hắc vụ. Có điều ngươi một khi đi vào, khả năng liền rất khó đi ra, vậy chúng ta hiện tại muốn đi vào. Sau đó muốn làm sao đi ra? Trầm Tường cũng không muốn đi vào. Tuy rằng hắn nhận thức Tống Dực Thần cùng Trịnh Huyền, thế nhưng ở bên trong cũng không nhất định có thể gặp phải bọn họ hơn nữa ở bên trong còn có thật nhiều mạnh mẽ thiên cổ thái thú tồn tại là vô cùng nguy hiểm là nguy hiểm một điểm thế nhưng thiên cổ thái thú tốt xấu không có thiên cổ hoang thất gia hòa khó dây vào như vậy nhạc diệt nhiên cười cợt chính ngươi đi vào là được ta cho một mình ngươi trận bàn đến thời điểm ngươi chỉ cần thông qua cái trận bàn này liền có thể đi ra, nhạc diệt nhiên cho trầm tường một trận bàn, ngươi sau khi đi ra. Cái trận bàn này sẽ chỉ dẫn ngươi tìm đến ta, trầm. Tường đem trận bàn cất đi, hỏi, người ông chủ kia ngươi đây? Ngươi muốn đi chỗ nào? Thiên cổ hoàng thất những tên kia là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi. Đây không cần lo lắng, ta có nơi đi. Thực sự không được, ta cũng sẽ tiến vào trong này, nơi này là hiện nay mới thôi. Thiên cổ thái giới bên trong khá là chỗ an toàn nhạc diệt nhiên than thở ngươi không phải thiên cổ thần tộc ngươi vì lẽ đó đi vào sẽ không có nguy hiểm gì những kia loại cỡ lớn thiên cổ thái thú ngươi nên có thể ứng phó chiếm được nếu như là loại kia thú vương bọn họ đều là phi thường có người tính hẳn là sẽ không chủ động công kích ngươi nhạc diệt nhiên biết trầm tường nắm giữ hai cái đan linh một khi toàn bộ trưởng thành trầm tường sau này thực lực cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn đến thời điểm lại từ bên trong đi ra liền không cần lo lắng quá mức thiên cổ hoàng thất vậy ta đi vào ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực của chính mình trầm tường lập tức nhảy vào phía trước cái kia mảnh khói đen xuyên qua một kết giới sau khi hắn cả người run lên bởi vì cái kia kết giới phi thường đáng sợ trước hắn liền đã đáp ứng trịnh huyền cùng tống dực thần muốn giúp bọn họ phá tan kết giới này để bọn họ dẫn dắt bên trong đồng bạn đi ra tiến công thiên cổ thần tộc người. Bây giờ hắn đã đi tới nơi này, cũng dự định sấn này để Phong Khả Nhi nghiên cứu một chút nơi. Này Phong Ấn, thật là đáng sợ Phong Ấn, thiên cổ thần tộc người cũng thật là lợi hại nha. Phong Khả Nhi nói rằng, loại này Phong Ấn hẳn là lúc đó thiên cổ thần tộc người đem hết toàn. Lực mới bố trí đi ra, bằng không căn bản là không có cách làm, đến đáng sợ như vậy, trầm tường lúc này vẫn còn một mảnh trong hắc vụ, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Đồng thời cẩn thận một chút, nói không chắc trong này liền ẩn giấu thiên cổ thái thú vương, tuy rằng trong này có nồng đậm vụ, hơn nữa còn đang không ngừng bốc lên lên. Thế nhưng trong này nhưng phi thường yên tĩnh. Loại này yên tĩnh có thể khiến người ta không cảm giác được như vậy ngột ngạt. Trái lại có thể khiến người ta thanh tĩnh lại. mươi 3173, cấm địa bên trong bằng hữu dấu lớn trầm tường không nghĩ tới, càng là tiến vào bên trong, liền càng là cảm thấy an toàn. Bốn phía tuy rằng đều là sương mù dày, nhưng trong này yên tĩnh nhưng phi thường hiếm thấy. Hắn có thể cảm giác được một loại phi thường tươi đẹp thả lỏng. Trước ngột ngạt đã quét đi sạch sành xanh. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trầm tường tiếp tục phi hành, nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Cũng cái gì khí tức đều không cảm giác được, hắn vốn tưởng rằng trong này sẽ có thật nhiều thiên cổ thái thú bay nhào đi ra công kích hắn, thế nhưng hiện tại liền thú, mau, đều không có, ngươi. Không phải có đưa tin ngọc phù sao? Lấy ra, nhìn có thể hay không liên lạc với trịnh huyền cùng tống dực thần hai người bọn họ. Phong Khả Nhi đột nhiên nói rằng, đúng rồi, ta tại sao không có nghĩ đến, trầm. Tường vội vàng lấy ra, cho bọn họ đưa tin, sau một chốc sau khi. Trầm tường nhìn thấy đưa tin Ngọc Phù rung động lên, nhất thời kích động không thôi, trầm tường, người đã đến rồi. Người tiến vào thiên cổ cấm địa. Câu hỏi chính là tống dực thần, đúng, các ngươi ở nơi nào? Ta hiện tại bốn phía đều là một mảnh xương mù dày. Trầm tường nói rằng, các ngươi lúc nào tiến vào, bọn. Họ một khi đi vào, liền rất khó đi ra ngoài, cũng không biết bọn họ vào để làm gì, sắp. Xếp một ít chuyện, tống dực thần nói rằng. Chúng ta tìm tới có đủ nhiều vạn đạo chi nguyên sau, chúng ta liền đi vào chỉ có điều hiện ở trong này rất nhiều thiên cổ thái thú vương đô ở dung hợp vạn đạo chi. Nguyên, phải cần một khoảng thời gian mới có thể thành công. Chúng ta cũng đang chờ ngươi đến, bởi vì Trầm Tường trước đã đáp ứng bọn họ sẽ tới nơi này nhìn. Vì lẽ đó bọn họ mới dám mạo hiểm đi vào nơi này, vậy. Bây giờ ta xem một chút có thể hay không đi đến các ngươi vị trí. Trầm Tường lấy ra Lục Đạo thần kính, thầm nghĩ Tống Dực thần dáng dấp chỉ thấy trên mặt kiếng xuất hiện tống dực thần hắn tiến vào ở một gốc cây đại thụ mặt trên an vị ở phi thường thô to trên nhánh cây ở trong này tiến vào có khổng lồ như thế cây cối điều này làm cho trầm tường cảm thấy phi thường kinh ngạc ta đã nhìn thấy ngươi lẽ ra có thể trực tiếp đi đến ngươi vị trí trầm tường lập tức triển khai thuấn di sau đó trực tiếp xuất hiện ở tống dực thần bên người tống dực thần nhìn thấy trầm tường nhanh như vậy liền đến đến không khỏi kinh ngạc thốt lên lên trầm tường người quá lợi hại đó là trầm tường cười nói đây rốt cuộc là nơi nào cũng là thiên cổ cấm địa bên trong sao trầm tường thưởng thức phía trước mỹ cảnh hắn cùng tống dực thần ngồi ở một cái to lớn trên nhánh cây diện nhìn về phía trước cái kia một mảnh mỹ lệ hồ nước bên trong hồ nước còn có một hòn đảo nhỏ trên hòn đảo nhỏ tràn đầy bích lục cây cối rất nhiều chim nhỏ ở bên trong bay tới bay lui trước. ngươi còn ở trong sương mù, nếu là ngươi xuyên qua sương mù, như vậy liền có thể đi tới nơi này cái nguyên thủy thái cổ cấm địa. trong này rất sớm đã bị phong ấn lên, sau khi liền rất ít người dám đi vào nơi này. vì lẽ đó trong này phi thường nguyên thủy. tống dực thần nói rằng ta còn tưởng rằng này tình huống bên trong phi thường gay gấu. trầm tường cười nói, không nghĩ tới đây diện đẹp như vậy ta có thể khỏe mạnh ở trong này tu hành mấy ngày, đúng. Rồi trầm tường, ngươi ở bên ngoài đều trải qua một chút cái gì? Tống dực thần phi thường hiếu kỳ, ta trải qua nhiều chuyện đi. Trầm tường hít một tiếng, một lời khó nói hết nha, sau Đó, trầm tường chậm rãi đem hắn gặp phải sự tình nói cho tống dực thần. Đem tống dực thần nghe được cả kinh một xạ, khá. Lắm, người dĩ nhiên trực tiếp tiêu diệt một thiên cổ hoàng tử. Tống Dực Thần rất là kích động bởi vì bọn họ cái này bộ tộc có ngày hôm nay. Đều là thiên cổ hoàng thất ban tặng. Bọn họ đối với thiên cổ hoàng thất nhưng là hận thấu xương, vì lẽ đó trầm tường giết chết thiên. Cổ hoàng thất hoàng tử, để tống dực thần phi thường hà giận thiên. Cổ hoàng thất thực lực quả nhiên mạnh mẽ, ta hiện tại còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Vì lẽ đó ta cần phải ở chỗ này bế quan. Trầm tường nói rằng, ta phải nhanh hơn làm bản thân mạnh lên, trầm. Tường chịu đến Thiên Cổ Hoàng Thất áp bức, hơn nữa còn cùng Thiên Cổ Hoàng Thất là địch. Lúc này tâm tình của hắn Tống Dực Thần có thể lý giải, ở Đây làm một hốc cây là được, ngươi cần thời điểm, ta liền dẫn ngươi đi tìm Vạn Đạo Thần Thổ. Nơi này Vạn Đạo Thần Thổ có thể nhiều lắm đấy. Tống Dực Thần cười hắc hắc nói, Vạn Đạo Thần Thổ đối với ngươi nên rất hữu dụng. Trầm. Tường gật gật đầu, Vạn Đạo Thần Thổ xác thực đối với hắn rất hữu dụng hắn dùng để luyện khí hoặc là luyện chế giáp bảo vệ cũng có thể làm cho hắn có tăng lên rất nhiều hiện tại liền muốn bắt đầu bế quan sao tống dực thần hỏi càng nhanh càng tốt sao trầm tường hướng đi thân cây sau đó chính mình đào bới hốc cây hỏi trịnh đại ca đây hắn ra ngoài chơi ta đến giúp ngươi tống dực thần cũng trợ giúp trầm tường làm hốc cây hai người bọn họ hợp lực rất nhanh sẽ xong xong rồi, Trầm Tường tiến vào trong hốc cây, lấy mấy cái trận pháp. Để hắn không chịu đến ngoại giới quấy rối. Sau đó liền lấy ra Hóa Cuồng Thần đan luyện chế ra đến đan linh, không biết có thể hay không trực tiếp ăn. Trầm Tường nhìn nắm đấm lớn bằng tinh thể, không khỏi cười nói, vẫn là không muốn ăn. Dựng dục ra đan linh đến, đến thời điểm ta liền có thể ủng có thật nhiều Hóa Cuồng Thần đan. Còn không cần chính mình đi luyện chế, hóa cuồng thần đan còn là phi thường hữu dụng có thể khiến người ta nhanh chóng bước vào ngạo thế cuồng cảnh không nói hơn nữa ở bước vào ngạo thế cuồng cảnh sau khi cũng có thể thông qua ăn loại này đan thu được càng nhiều ngạo thế cuồng lực tăng cường tu vi của chính mình trầm tường bắt đầu lấy máu khối này tinh xảo đặc sắc tinh thể rất nhanh sẽ bị hắn tiên máu nhuộm đỏ mãi đến tận trầm tường máu tươi không cách nào lại rót vào đi vào hắn mới dừng lại hấp huyết thật nhiều trầm tường lúc này sắc mặt trắng bạch tinh thể này hấp huyết tốc độ quá nhanh hắn khôi phục huyết dịch tốc độ xa xa theo không kịp mỹ mỹ tư cảnh bên trong cuồng lực đan linh thế nào rồi trầm tường hỏi bên trong tiểu thai nhi đã sắp muốn trưởng thành được rồi thật giống chỉ thiếu một chút liền có thể thức tỉnh giang tư cảnh cười nói đây là một cô bé ta còn tưởng rằng đan linh sẽ là nam đây là nữ hài ta trước gặp lớn lên đan linh là nam. Trầm tường cảm thấy vô cùng thú vị, đan linh cũng là có nữ, tốt. Lắm, hiện tại ta nơi này lại có một đan linh, giao cho các ngươi. Trầm tường đem hóa cuồng đan linh thả vào. Giao cho này hai tỷ muội, trầm tường chỉ là vào sơn động mới ba ngày mà thôi. Bên ngoài liền bắt đầu không yên tĩnh, đại thụ chính đang rung động, trầm. Tường, không tốt, có phiền phức. Bên ngoài tống dực thần đột nhiên hô, phiền toái gì? trầm tường lập tức chạy đến hắn đã không cần tống dực thần trả lời liền biết là phiền toái gì đến rồi phía trước cái kia mảnh hồ nước xuất hiện vài đầu to lớn cá sấu là món đồ gì hấp dẫn bọn họ tới được trầm tường trong lòng hồi hộp một hồi hắn hoài nghi là đan linh thả ra ngoài khí tức đem những thứ đồ này đưa tới những người này đều là thiên cổ thái thú sao trầm tường hỏi đương nhiên là có điều cũng không phải là loài người biến thành mà là khu vực này vốn là có, vẫn tương đối lợi hại loại kia. Tống Dực Thần nói rằng, chúng ta rời đi nơi này đi, Trầm. Tường gật gật đầu, giết chết những này thiên cổ thái thú phi thường mất công sức. Vất vả không có kết quả tốt, còn không bằng chuyển sang nơi khác. Chương 3174, chương 3186B, thiếu nữ Đan Linh. Dấu lớn Tống Dực Thần mang theo Trầm Tường bay khỏi cái hồ này, đi tới một mảnh sơn trong rừng hoàn cảnh của nơi này cũng rất tốt, trầm tường còn phi thường hài lòng, trong này còn giống như rất lớn mà. Trầm tường vừa nãy nhưng là cùng tống dực thần bay hơn nữa. Ngày thế nhưng hắn nhưng không có nhìn thấy cái này nơi phong ấn biên giới là rất lớn, trong này nhưng là chiếm cứ thiên cổ thái giới rất lớn một vùng. Tống dực thần than thở, chỉ tiếc bị phong ấn lên. Lúc trước những tên kia vì được vạn đạo thần thổ nhưng là bỏ ra vốn lớn hiện ở tại bọn hắn chuẩn bị muốn bắt đầu thu hoạch thành quả bọn họ bộ tộc không chỉ bị phong ấn ở trong này còn đã biến thành thiên cổ thái thú chỉ có số ít tộc nhân có thể ở biến thành thiên cổ thái thú sau khi bảo lưu ký ức cái khác một ít nhỏ yếu cũng đã đã biến thành dã thú ký ức linh hồn cũng đã toàn bộ bị xóa đi yên tâm các ngươi nhất định có thể báo thù trầm tường vỗ tống rực thần vai một bộ tộc tao ngộ khổng lồ như thế biến cố nếu là đây là thiên tai cũng coi như nhưng này một mực là nhân họa là những tộc quần khác vì được vạn đạo thần thổ mà như vậy hãm hại bọn họ ta tiếp tục bế quan tu luyện đi trầm tường vừa nãy đã nghe thấy mỹ cảnh tỉ muội hô hoán hắn bởi vì cái kia cuồng lực đan linh có động tĩnh để hắn nhanh lên một chút đi xem xem được tống dực thần vội vàng cho trầm tường mở ra một hốc cây để trầm tường tiến vào trong hốc cây yên tĩnh tu luyện, trầm tường đi tới trong hốc cây. Vội vàng lấy ra cuồng lực đan linh, nhìn kỹ sau khi phát hiện cuồng lực đan linh đã có vết rách. Bên trong thai nhi tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng tràn ngập linh khí, đã mở tiểu con ngươi. Trừng mắt trầm tường, a a a a ở bên trong kêu to lên, nhìn. Dáng dấp rất nhanh sẽ có thể trưởng thành nha trầm tường cười nói, sau đó đem cuồng lực đan linh giao cho Mỹ cảnh tỉ muội trăm nom lúc này. Các nàng hai tỉ muội đã bắt đầu chơi hóa cuồng đan linh bên trong truyền vào lượng lớn sinh. Mệnh lực lượng, làm sinh mệnh lực lượng có đủ nhiều thời điểm. Liền có thể như cuồng lực đan linh như thế, trầm tường ăn đi chính mình còn sót lại cuồng lực. Đan, ở luyện hóa thời điểm, Mỹ cảnh tỉ muội lại hô hoán hắn, dĩ nhiên đi ra đây cũng quá khoái liễu hơn nữa còn lớn đến thế này rồi trầm tường nhìn u dao sơn trang bên trong cái kia trẻ nít nhỏ xem ra đã có một hai tuổi lớn như vậy mà trước đó không lâu còn chỉ là một tinh thể bên trong tiểu thai nhi nàng có thể chính mình thôn phệ tinh thể năng lượng đã toàn bộ bị nàng thôn phệ xong hiện tại nàng bắt đầu chính mình luyện hóa giang tư mỹ nói rằng không biết những kia dược tinh thể năng lượng có thể làm cho nàng dài đến bao lớn chờ đã xem liền biết rồi trầm tường cười nói hẳn là sẽ không dùng bao lâu cùng trầm tường suy đoán như thế chỉ là hai ngày thời gian liền trưởng thành một dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ này đan linh vô cùng đáng yêu ăn mặc giang tư cảnh cho nàng quần màu lục tử thanh lệ xinh đẹp tiệt trần cặp kia đôi mắt đẹp tràn ngập hiếu kỳ để nàng xem ra càng thêm chọc người yêu thích nàng đều là dùng trong veo âm thanh hỏi dò mỹ cảnh tỉ muội các nàng một vài vấn đề. Làm cho U Giao Sơn Trang bên trong tăng thêm không ít vui mừng, mỹ cảnh tỉ muội phi thường yêu. Thích nàng, dù sao cũng là các nàng hai tỉ muội dùng lại sinh chi lực dựng dục ra đến. Cô bé này vừa sinh ra liền đối với các nàng phi thường thân cận. Mà hiện tại các nàng lại như là chị em tốt như thế, liền gọi làm giang tư lệ đi, lệ lệ giang tư cảnh cho nàng lấy tên cũng không thể gọi là cuồng lực đan linh đi giang tư lệ phi thường yêu thích danh tự này nàng cũng vô cùng hoạt bát ở u giao sơn trang bên trong nhảy nhảy nhót nhót chơi đùa mặc dù là thiếu nữ dáng dấp nhưng cũng như là một đứa bé rất tốt đan linh muốn so với thiên đan trang chủ cái kia nam tốt quá hơn nhiều phong khả nhi cũng ở bên trong cùng nàng chơi đùa đương nhiên giang tư lệ cũng biết mình có một người chủ nhân nàng biết mình muốn nghe người chủ nhân này mệnh lệnh. Trầm tường không làm cho nàng gọi hắn là chủ nhân, chỉ là làm cho nàng gọi hắn vì là đại ca là được ta. Cho nàng chuyển vận một điểm ký ức làm cho nàng hiểu rõ một ít đan dược sự tình. Trầm tường tiến vào u giao sơn trang bên trong. Cùng Giang Tư Lệ tiểu nha đầu này gặp mặt Giang Tư Lệ nhìn thấy Trầm Tường sau khi có chút sợ sệt cúi thấp đầu không dám dơ lên Trầm Tường khẽ vuốt gương mặt của nàng đồng thời cho nàng chuyển vận đan dược ký ức làm cho nàng hiểu rõ đan dược. Cũng rõ ràng nàng lai lịch của chính mình, Giang Tư Lệ biết những này sau. Không thể không dùng một quãng thời gian để tiêu hóa ta nguyên lai lợi hại như vậy nha. Giang Tư Lệ lúc này vẫn sẽ không ngưng cuồng lực đan. Có điều nàng được trầm tường thua đưa tới ký ức sau khi, ở trầm tường chỉ đạo dưới. Đã có thể ngưng luyện ra cuồng lực đan, để trầm tường phi thường bất ngờ chính là nàng một canh giờ tiến vào có thể ngưng ra hơn 10 hạt đến. Nàng ngưng cuồng lực đan tốc độ phi thường nhanh. Hơn nữa, không có cái gì tiêu hao, nàng ngưng ra cuồng lực đan cũng là cho Mỹ cảnh tỉ muội các. Nàng ăn, các nàng ăn qua sau khi, đều gọi tán cuồng lực đan phẩm chất cao, lệ. Lệ, ngươi thử một chút xem có thể hay không ngưng phẩm chất càng cao hơn cuồng lực đan. Trầm tường nói rằng, lại như ta cho trong trí nhớ của ngươi. Liện chế siêu cao phẩm chất đan loại kia dòng suy nghĩ. Người dựa theo phương diện này đến thử xem, có thể hay không ngưng đi ra, trầm. Đại ca ta hiện tại liền bắt đầu. Giang tư lệ đáp, sau đó nhắm mắt lại. Bắt đầu ngưng đan, trầm tường hiện tại cũng không quấy dày nàng. Kiên trì chờ đợi giang tư lệ, được rồi. Một canh giờ qua đi, giang tư lệ ngưng ra một hạt cuồng lực đan, trầm tường vội vàng lấy ra vừa nhìn, không khỏi nở nụ cười, phẩm chất rất cao, xem ra chỉ cần cho nàng thời gian. Nàng liền có thể ngưng xuất phẩm chất càng cao hơn đến, lệ lệ, ngươi có mệt hay không? Trầm tường hỏi, không có chút nào. Giang tư lệ điểm điểm nói rằng, này cuồng lực đan phẩm chất mặc dù không tệ. Nhưng trầm tường cảm thấy còn chưa đủ hắn sử dụng. Vì lẽ đó chỉ có thể để giang tư lệ tiếp tục đi cô đọng. Hơn nữa lần này hắn còn sử dụng lĩnh vực thời gian, lúc này các nàng ba cái nữ tử đều ở trầm tường lĩnh vực thời gian bên trong. Mỹ cảnh tỉ muội các nàng dùng lại sinh chi lực đi thai nghén hóa cuồng thần đan. Mà giang tư lệ nhưng là cô động cuồng lực đan, trầm tường làm cho nàng khống chế một hồi. Cửu thiên ngưng một hạt, sau đó nghỉ ngơi một ngày. Như vậy một tháng liền có thể ngưng ba hạt phẩm chất rất cao cuồng lực đan, bởi vì hắn sử dụng. Lĩnh vực thời gian cũng chỉ là bao trùm ở các nàng ba cái trên người cô gái vì lẽ đó trầm tường chờ ở bên ngoài sau một ngày bên trong liền quá khứ một tháng đã được rồi giang tư lệ tay nhỏ nhi trên nắm ba hạt bạch sán sán cuồng lực đan mặc dù coi như là màu trắng nhưng cũng tỏa ra hào quang màu trắng cùng trước có chỗ bất đồng trầm tường tiếp nhận này ba hạt sau khi nhìn kỹ một chút hít sâu một hơi phẩm chất rất cao nếu như tiếp tục nữa nói không chắc nàng cũng có thể ngưng ra đan linh đến hắn chỉ là có ý nghĩ như thế, nhưng tạm thời còn không dự định để Giang Tư Lệ đi làm, hắn ăn này ba. Hạt cuồng lực đan, sau đó bắt đầu luyện hóa. Vì không cho bên ngoài tống dực thần chờ lâu như vậy. Hắn sử dụng một tầng thời gian trong lĩnh vực đem hắn bao phủ lên, Giang Tư Lệ cũng bắt đầu. Ngưng cuồng lực đan, trầm tường dặn dò nàng, làm cho nàng cửu thiên ngưng một hạt. Ngưng tốt sau khi liền cho Mỹ cảnh tỉ muội các nàng ăn. Chuyện này đối với các nàng có rất lớn tác dụng. Các nàng cũng là thời điểm cần tăng lên một hồi. Chương 3175, hồn hà. Dấu lớn hóa cuồng đan linh ở lượng lớn lại sinh chi lực tưới bên dưới. Đã xuất hiện một nho nhỏ thai nhi. Hơn nữa chính đang dần dần lớn lên, trầm tường một bên luyện hóa cái kia ba hạt cuồng lực đan. Một bên tử quan sát kỹ mỹ cảnh tỉ muội trên tay đan linh tinh thể, lại là cô gái trầm tường cao mày nói rằng thiên đan trang chủ đan linh là nam này giới tính đến cùng là nhân vì là quyết định gì đây hẳn là cùng chuyển vận sinh mệnh lực lượng người có quan hệ sinh mệnh lực lượng đều là ta cùng muội muội chuyển vận vì lẽ đó đan linh đều là nữ tử giang tư mỹ nói rằng như vậy cũng không sai như vậy chúng ta liền có thể có rất nhiều tỉ muội trầm tường đúng là không đáng kể ngược lại bất luận nam nữ đều là đan linh đều có thể ngưng ra cao phẩm chất đan đến mấy ngày trôi qua. Trầm tường đã luyện hóa cái kia ba hạt cuồng lực đan. Nhưng hắn hiện tại vẫn không có bước vào ngạo thế cuồng cảnh, vẫn. Không được nha, chẳng lẽ muốn ăn ngạo thế cuồng đan mới được. Trầm tường luôn cảm giác mình bị món đồ gì kẹp lại. Không cách nào xung kích đến cảnh giới càng cao hơn, lúc này hắn không thể không đi ra ngoài tìm. Tống dực thần, tống đại ca ta cảm giác chính ta rất khó đột phá đều là không cách nào bước vào ngạo thế cuồng cảnh trầm tường phi thường phiền muộn hắn còn tưởng rằng ăn cuồng lực đan có thể làm cho hắn nhanh chóng đột phá thế nhưng hiện tại nhưng dù sao là không cách nào thành công trong cơ thể hắn ngạo thế cuồng lực đã tới cực hạn thân thể cũng rất cường hãn nếu là không cách nào đột phá cơ thể hắn cùng ngạo thế cuồng lực cũng không chiếm được tăng lên đều sẽ bị hạn chế ngạo thế cuồng cảnh vẫn tương đối khó bước vào người hiện đang đối mặt vấn đề là không cách nào ngưng ra ngạo thế cuồng hồn đến muốn bước vào ngạo thế cuồng cảnh cần ngưng ra ngạo thế cuồng hồn mới được tống dực thần nói rằng trầm tường nghe nói qua ngạo thế cuồng hồn sự tình trước nhạc diệt nhiên liền phóng thích quá ngạo thế cuồng hồn thế nhưng hắn không biết muốn làm sao mới có thể ngưng đi ra có phải là cần sử dụng rất mạnh ngạo thế cuồng lực đi ngưng luyện ra đến Trầm tường hỏi, bởi vì ở trước đây tu luyện loại này hồn thể thời điểm đều là như vậy không? Phải cần chính ngươi đi cảm ứng vạn đạo bên trên ngạo thế hồn hà. Sau đó bắt lại một ngạo thế cuồng hồn mới được, này cũng không cần cái gì. Chỉ có điều khó chính là ngươi có thể hay không cho tới một tốt ngạo thế cuồng hồn. Nếu là không cách nào cho tới, ngươi sau đó sức mạnh sẽ phải chịu rất lớn hạn chế cũng. Thật là khó hiểu nha trầm tường nhưng là lần đầu nghe nói qua chuyện như vậy muốn làm sao mới có thể cảm ứng được ngạo thế cuồng hôn trầm tường một mặt suy tư lại hỏi làm sao cảm ứng cái kia ngạo thế hồn hà này lại là món đồ gì ngạo thế hồn hà ở vạn đạo bên trên một mảnh trong trời cao nơi đó rất cao rất cao mặc dù là rất mạnh ngạo thế cảnh đều không thể đi tới ở phía trên có ba cái rất dài ngạo thế hồn hà một cái so một cái cao có người nói ngạo thế hồn hà vô hạn trường. Là rất nhiều người cùng thú hoặc là sinh linh chết đi sau khi tạo thành hồn hà. Này hồn đều là những kia hồn phi phách tán sau khi sống lại ngưng tụ mà thành. Đã không có ý thức quanh năm trôi nổi ở vạn đạo bên trên trên không, lâu dần. Liền trở nên rất mạnh rất huyền bí, nếu là được ngạo thế hồn hà, người liền có thể bước vào ngạo thế cuồng cảnh. Tống Dực Thần nói rằng, đây là bước vào ngạo thế cuồng cảnh khó nhất một bước. Ta nghe nói có thể mượn đan dược tăng lên chính mình đối với ngạo thế hồn hà sức cảm ứng. Có thể cảm ứng được càng cao hơn hồn hà, còn có biện pháp như thế nha. Trầm Tường suy nghĩ một chút, hắn đến nay đều không hiểu hóa cuồng thần đan tác dụng. Lẽ nào có thể có trợ người cảm ứng được hồn hà có? Người căn bản là không có cách cảm ứng được hồn hà vì lẽ đó cả đời đều không thể bước vào ngạo thế cuồng cảnh. Tống Dực Thần nói rằng, ba cái hồn hà, một tầng hồn hà ngạo thế cuồng hồn yếu nhất. Mà ba tầng hồn hà ngạo thế cuồng hồn mạnh nhất, được ta hiện tại liền đi nhìn thử một chút. Trầm tường lại tiến vào trong hốc cây, trầm tường thần trong biển có thông thiên mạch. Điều này có thể để hắn dễ dàng liền có thể cảm ứng được vạn đạo bên trên. Hắn đem tinh thần tập trung ở thông thiên mạch mặt trên, sau đó thử một chút xem có thể hay không để cho tinh thần của chính mình tuần thông thiên mạch tiến vào vạn đạo bên trên một ngày qua đi hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tập trung ở thông thiên mạch trên tinh thần đột nhiên được thả lòng như là đột nhiên phá tan cầm cố như thế cái này chẳng lẽ là vạn đạo bên trên trầm tường trong lòng một trận mừng như điên hắn lúc này chỉ nhìn thấy đen kịt một màu mà ở đen kịt bên trong có ba cái sợi tơ lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết ba tầng hồn hà Trầm Tường khống chế tinh thần của chính mình hướng lên trên bay lên. Tuy rằng có thể bay lên đến, thế nhưng tốc độ nhưng phi thường chậm chạp. Chỉ có thể một chút đi tới, cũng không biết muốn lúc nào mới có thể đi đến ngạo thế hồn hạc cũng. Không biết quá khứ bao lâu, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như đi tới một tầng hồn trong sông. Bốn phía đều là vô số điểm sáng, những điểm sáng này nhìn thấy hắn đi tới sau khi đều dồn dập tản ra, như là bị kinh sợ điều đám như vậy, Trầm Tường tinh thần phi thường trầm. Chậm, hắn khống chế tinh thần của chính mình đuổi theo một người trong đó quang điểm. Thế nhưng cái kia quang điểm phi đến rất nhanh, hắn chết sống đều bộ không bắt được mẹ. Kiếp ta muốn làm sao mới có thể bắt đến những vật nhỏ này. Trầm Tường có chút nổi nóng, sau đó khống chế chính mình, tinh thần tiếp tục bay lên trên. Đi, đó chỉ là một tầng hồn hà mà thôi nếu là hắn phí đi rất lớn kính mới bắt được một tầng hồn hà cuồng hồn hắn chẳng phải là làm không công vì lẽ đó hắn quyết định muốn chảo đã bắt ba tầng mặt trên ngay ở như vậy tinh thần của hắn tiếp tục tăng lên trên dùng sau một khoảng thời gian cuối cùng cũng coi như đi tới tầng thứ hai hồn hà để hắn rất là phiền muộn chính là này hai tầng hồn trên sông diện những điểm sáng kia chạy trốn càng nhanh hơn tốc độ là một tầng hồn hà những điểm sáng kia hai lần nhiều hắn căn bản không đuổi kịp cũng không biết dùng thời gian bao lâu xem ra ta vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng coi như đi đi đến ba tầng ngạo thế hồn hà cũng không cách nào bộ bắt được ngạo thế cuồng hôn trầm tường vô cùng bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời lui ra ngoài tinh thần của hắn rút khỏi vạn đạo bên trên sau hắn vội vàng hỏi dò phong khả nhi hắn dùng bao nhiêu thời gian ba tháng Phong Khả Nhi nói rằng, hóa cuồng thần đan cũng đã lớn rồi. Trước ngươi nhưng là đối với U Giao Sơn Trang lấy một lĩnh vực thời gian, đúng rồi. Trầm tường thử nghiệm đi bộ trảo ngạo thế cuồng hồn trước. Liền đối với U Giao Sơn Trang triển khai lĩnh vực thời gian, ta. Xem một chút tên tiểu nha đầu kia. Trầm tường cười hì hì nói, sau đó kiểm tra U Giao Sơn Trang bên trong rất nhanh sẽ nhìn thấy một ăn mặc xiêm y màu tím thiếu nữ đang ngồi ở trên một mảnh cỏ nhắm mắt lại hẳn là ở ngưng đan thiếu nữ này có một tấm tiếu mỹ mặt trái xoan mặt vô cùng tinh xảo đẹp đẽ nhắm mắt lại thời điểm để người cảm thấy nàng phi thường yên tĩnh ta vào xem xem nàng trầm tường lập tức tiến vào u dao sơn trang lúc này giang tư lệ từ trong một căn phòng chạy đến khẽ gọi nói trầm đại ca đây là muội muội ta giang tư hoa người gọi nàng hoa hoa là tốt rồi giang tư hoa sau khi mở mắt nhìn thấy trầm tường có chút sốt sắng trầm trầm đại ca trầm tường cùng giang tư hoa giao nói chuyện một quãng thời gian sau đó có cho nàng chuyển vận chút ký ức sau hai người liền trở nên rất quen thuộc giang tư hoa trên mặt cũng lộ ra nụ cười xinh đẹp đến mà khoảng thời gian này giang tư hoa ở giang tư lệ giáo dục dưới đã ngưng ra không ít hóa cuồng thần đan đến Điều này làm cho Trầm Tường rất là vui mừng. Chương 3176, ngạo thế cuồng hôn. Dấu lớn Trầm Tường vừa vặn thiếu hụt hóa cuồng thần đan. Hắn muốn xem thử một chút hóa cuồng thần đan có phải là có trợ giúp hắn bắt được ngạo thế cuồng. Hồn, hắn bắt được mấy hạt phẩm chất rất tốt hóa cuồng thần đan, sau đó rời đi u giao sơn trang. Lại bắt đầu tiến hành cảm ứng ngạo thế hồn hà, ăn ngạo thế cuồng đan sau khi. Ở dược lực ảnh hưởng, hắn tinh thần phi thường bất ngờ lập tức liền nhảy vào vạn đạo bên trên, sau đó ở hắn dưới sự khống chế, tinh thần cũng rất dễ dàng phi vọt tới hồn hà bên trên, tốc độ cũng thật là nhanh nha. Trầm Tường thán phục liên tục, trong lòng càng là mừng như điên. Bởi vì này hóa cuồng thần đan tác dụng vô cùng lớn, chẳng trách có trợ giúp để người bước vào ngạo thế cuồng cảnh không bao lâu. Trầm Tường liền đến đến ba tầng ngạo thế hồn trong sông. Nơi này điểm sáng tốc độ tuy rằng đều rất nhanh, thế nhưng hắn ở ngạo thế cuồng đan, dược lực dưới sự giúp đỡ. Hắn tinh thần cũng phi đến mức rất nhanh, ha ha, cuối cùng cũng coi như bắt được một. Trầm Tường rất là cao hứng, hắn bắt được một điểm sáng sau khi. Sau đó dùng tâm niệm khống chế chính mình, tinh thần đi cảm ứng cái này quang điểm, đây là là ngạo thế cầu hồn, muốn tới tác dụng gì, cút cho ta, trầm. Tường phi thường khó chịu, chính mình nhọc nhằn khổ sở bắt được. Dĩ nhiên là cầu hồn, này ba tầng ngạo thế hồn trong sông cuồng hồn cũng không đều rất tốt. Bởi vì trầm tường bắt được hơn 10 quang điểm, đều là hắn phi thường không hài lòng ngạo thế cuồng hồn, phải. Tìm được chính mình thỏa mãn cuồng hồn cũng không dễ dàng. Mà ta cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền đem liền trầm tường muốn tiếp tục bộ chảo dưới một điểm sáng thời điểm phát hiện mình tinh thần đột nhiên trở nên trầm chậm lên dược lực tiêu hao hết vì có thể tiếp tục nữa hắn chỉ có thể ăn nữa dưới một hạt hóa cuồng thần đan nếu như tiếp tục như vậy hắn cũng không biết muốn lúc nào mới có thể tìm được chính mình thỏa mãn ngạo thế cuồng hồn nếu như vẫn không tìm được hắn liền cần tiêu hao rất nhiều hóa cuồng thần đan đương nhiên hắn hiện tại có thể không thiếu hóa cuồng thần đan, chính hắn căn bản không cần đi luyện chế. Liền có thể được phẩm chất rất tốt đẹp ta, muốn cái gì dạng ngạo thế cuồng hồn mới thích hợp đây. Trầm tường không ngừng tìm kiếm, hắn cảm thấy nếu như có khinh thường hỏa hồn. Hắn nhất định sẽ phi thường tình nguyện thế nhưng làm sao cũng không tìm tới. Đều là một ít tảng đá nha, gỗ, hoa thảo loại hình. Đều không phải hắn lý tưởng bên trong ngạo thế cuồng hồn, rất nhanh hắn liền ăn đệ ngũ hạt hóa cuồng thần đan. Lúc này hắn cũng dùng thời gian một tháng, tiếp tục như vậy hắn cũng rất buồn bực. Ngay ở hắn hơi không kiên nhẫn thời điểm, hắn bộ bắt được một điểm sáng. Mà cái này quang điểm không giống trước những đó đó sao an phận thành thật. Dĩ nhiên đang dãy giụa cũng may trầm tường ăn hóa cuồng thần đan. Bằng không hắn tinh thần liền không đủ mạnh. Nhất định sẽ bị cái này quang điểm tránh thoát khá lắm, đến cùng là thứ đồ gì đây? để ta ngắm nghía cẩn thận trầm tường cười hắc hắc nói ngay ở hắn muốn nhìn một chút thời điểm cái này quang điểm đột nhiên lóe lên đã biến thành một thanh kiếm quay về hắn tinh thần điên cuồng bắt đầu bổ chém chém vào tốc độ phi thường nhanh lập tức liền đem hắn tinh thần chém vào loạn bảy tám nát đây là thứ tốt nha trầm tường lý tưởng bên trong ngạo thế cuồng hồn là hỏa hồn cái gì, thế nhưng trước mắt này kiếm hồn lại làm cho hắn càng thêm yêu thích, hắn tinh thần tuy rằng bị đánh nát nhưng rất nhanh lại bị hắn ngưng tụ lại đến, cũng không có thiếu hóa cuồng thần đan, dược lực tiến lên, trầm. Tường cảm ứng được tàn dư ở trong người, dược lực sau khi lập tức thôi thúc còn lại, dược lực để hắn tinh thần nắm giữ sức mạnh càng thêm cường đại. Sau đó đem cái này quang điểm gói lại, đã bị ta nắm lấy, lẽ nào sau đó phải kéo vào ta thần hải bên trong? Trầm Tường chỉ là có cái ý niệm này. Thế nhưng hắn tinh thần đã sắp tốc trở về thần hải bên trong. Mà cái kia phi thường hung hăng ngạo thế kiếm hồn cũng tiến vào hắn thần hải, đến. Đến địa bàn của lão tử, muốn thu thập ngươi còn không dễ dàng sao? Trầm Tường ha ha cười gằn lên, sau đó dùng chính mình mạnh nhất tinh thần lực đem này tiểu kiếm như thế ngạo thế cuồng hồn cho áp chế, hắn không ngừng phóng thích ngạo thế cuồng lực. Để ngạo thế cuồng lực tầng tầng lớp lớp đem tiểu kiếm gói lại, sau một khoảng thời gian. Thanh tiểu kiếm này đã an phận hạ xuống. Hơn nữa còn cùng hắn thành lập liên hệ, trầm tường thần hải bên trong cái gì đạo mạch toàn bộ. Cùng thanh kiếm này dung hợp làm một thể. Mà ngạo thế cuồng lực hóa thành nước biển đã ở thần hải bên trong bốc lên lên kim, sắc nước biển không ngừng lăn lộn gào thét, ánh sáng càng lúc càng lớn. Như là chính đang không ngừng tiến hóa, hắn ngạo thế cuồng lực chính đang tăng cường, ngoài ra. Hắn còn cảm nhận được thân thể của chính mình thật giống cũng có biến hóa, ở. Thụ động bên ngoài giữ rất lâu tống dực thần cảm ứng được thụ động bên trong truyền ra. Không nhỏ động tĩnh, trong lòng thất kinh, cái tên này lẽ nào thành công? Mới nhanh như vậy nha, bởi vì ở dưới tình huống bình thường bộ chảo ngạo thế cuồng hồn là phi thường khó khăn đặc biệt bộ bắt được thích hợp chính mình vì lẽ đó này phi thường tiêu hao thời gian dùng cái vạn thanh năm đều không phải sự thế nhưng trầm tường mới mấy tháng nha ngay ở tống rực thần kinh ngạc thời điểm trầm tường cười hít mắt từ thụ động bên trong đi ra ha ha ta rốt cục bước vào ngạo thế cuồng cảnh trầm tường cao hứng vô cùng cười to nói lợi hại nha Tống Dực Thần thở dài nói, người ngạo thế cuồng hồn là cái gì, ừm. Là một thanh kiếm, Trầm Tường nói rằng, có tính hay không là tốt Trầm. Tường hiện tại cũng không sử dụng tới ngạo thế kiếm hồn. Thế nhưng hắn cảm thấy nhất định rất lợi hại. Bởi vì này ngạo thế kiếm hồn tiến vào hắn thần hải sau khi. Liền để hắn thần hải bên trong ngạo thế cuồng lực toàn bộ tiến hóa trở nên mạnh mẽ. Liền ngay cả thân thể của hắn cũng so với trước cường đại hơn rất nhiều có vô cùng lớn lao tăng lên đương nhiên được đây chính là binh khí loại ngạo thế cuồng hồn nha tống dực thần một mặt ước ao ngươi vận may thật tốt như vậy dễ dàng đã bắt đến loại này tốt ngạo thế cuồng hồn hắn không biết chính là trầm tường ngạo thế kiếm hồn vẫn là ba tầng ngạo thế cuồng hồn bên trong tống đại ca ngươi ngạo thế cuồng hồn là cái gì trầm tường tò mò hỏi tống dực thần lắc đầu thở dài sau đó mở ra bàn tay chỉ thấy lòng bàn tay của hắn xuất hiện một con rất nhỏ tinh tinh này tinh tinh vừa ra tới ngay ở tống dực thần trên người trên nhảy xuống thoan phi thường bướng bỉnh đại tinh tinh nha trầm tường không khỏi nở nụ cười không nên cười ta này tương đối dễ dàng tìm tới ngạo thế cuồng hồn hơn nữa là hai tầng ngạo thế hồn trong sông trịnh huyền hắn ngạo thế cuồng hồn cũng là đại tinh tinh tống dực thần bĩu môi thì ra là như vậy khó trách các ngươi biến thành thiên cổ thái thú thời điểm đều là đại tinh tinh này cùng ngạo thế cuồng hồn có quan hệ sao trầm tường trước ở ba tầng ngạo thế cuồng hồn bên trong bộ bắt được rất nhiều ngạo thế cuồng hồn đại đa số đều là thú hồn chiếm đa số hắn đều xem không ít sau đó liền thả rơi mất đúng cùng ngạo thế cuồng hồn có ảnh hưởng rất lớn tống dực thần gật gật đầu ở thiên cổ thái giới bên trong mặc dù là thiên cổ thần tộc người Bọn họ ngạo thế cuồng hồn cũng là thú hồn chiếm đa số. Bởi vì thú hồn dễ dàng bộ bắt được không? Có điều kiện tốt, rất nhiều người ở bộ trảo ngạo thế cuồng hồn thời điểm đều sẽ chấp nhận dùng, vì lẽ đó như trầm tường loại này có thể nắm giữ đặc biệt kiếm hồn người. Phi thường ít ỏi, mà trầm tường cũng là trải qua nhiều lần sàng lọc. Này chủ yếu là bởi vì hắn nắm giữ rất cao phẩm chất hóa cuồng thần đan. Những này hóa cuồng thần đan đều là giang tư, hoa, ngừng luyện ra đến. mươi 3177, thần bí khí thế. Dấu lớn trầm tường hiện tại cuối cùng cũng coi như bước vào ngạo thế cuồng cảnh. Hắn hiện tại thực lực như vậy đã có thể đi tới vạn đạo bên trên. Chỉ bất quá hắn cảm thấy lúc này thực lực còn chưa đủ. Vạn đạo bên trên hoàn cảnh càng tàn khốc hơn. Liền ngay cả nhạc diệt nhiên loại này ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao lão luyện đan sư đều không thể tiếp tục sống, tống đại ca, ngươi hiện tại là cảnh giới gì? Trầm tường hỏi, ngạo thế cuồng cảnh có sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cùng với đỉnh cao bốn cái cảnh. Giới, hiện tại trầm tường chỉ là sơ kỳ, ta. Hiện tại chỉ là trung kỳ, ta chỉ có thể bắt được đệ nhị ngạo thế cuồng hôn. Tống dực thần nói rằng, ta bắt được đệ tam ngạo thế cuồng hôn thời cơ còn chưa tới. Cũng không biết lúc nào sẽ đến, ta chỉ có thể không ngừng tu hành, chờ cơ hội đi tịch con có thể không ngừng bắt được ngạo thế cuồng hồn sao trầm tường đúng là không nghĩ tới đúng ngạo thế cuồng cảnh bốn cái cảnh giới mỗi cái cảnh giới đều cần bắt được một ngạo thế cuồng hồn điều này cũng có thể cho ngươi thu được sức mạnh càng thêm cường đại tống dực thần nói rằng đúng rồi ngươi hiện tại cần vạn đạo thần thổ hay chưa ta có thể dẫn ngươi đi lấy trầm tường suy nghĩ một chút hắn cảm thấy lúc này thực lực cũng coi như là rất mạnh không biết còn có thể hay không thể trở về thần hoang bên trong tống đại ca ngươi nói ta còn có thể hay không thể trở lại trầm tường bây giờ cùng phong khả nhi đều không thể dùng vạn đạo thần thổ đi luyện khí cũng chỉ có trần mới có thể làm đến mà trần tài bây giờ ở thần hoang bên trong đương nhiên có thể có điều sẽ khá là phiền toái tống dực thần nói rằng hiện tại ta cùng trịnh huyền đều không thể đi ra ngoài chúng ta tuy nhưng đã biến trở về dáng dấp lúc trước thế nhưng chúng ta vẫn như cũ là thổ dân vì lẽ đó không cách nào đi ra ngoài trừ phi loại bỏ cái này phong ấn trầm tường nhìn một chút bầu trời ba cái thái dương một người trong đó thái dương là bọn họ thổ dân vẫn cho bọn họ cung cấp năng lượng chỉ có điều cái kia thái dương thần đàn đã bị lấy đi bọn họ hiện tại cũng khó có thể trở nên càng mạnh hơn hừm Hiện tại liền mang ta đi làm một điểm vạn đạo thần thổ. Ta cần luyện chế một ít lợi hại thần khí, có những thứ đó. Đối phó Thiên cổ hoàng thất liền dễ dàng hơn nhiều. Trầm Tường nói rằng, cừu địch của các ngươi chính là Thiên cổ hoàng thất đúng không? Đúng. Tống Dực Thần đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Thái Dương thần đàn ngay ở Thiên cổ bên trong hoàng cung. Nếu như chúng ta có thể đoạt lại Thiên cổ hoàng cung. Nói không chắc chúng ta cái này bộ tộc có thể sống lại ta chẳng qua là cảm thấy có thể còn có phải là thật hay không ta liền không biết các người trước có hay không đi đã nếm thử tiến vào thiên cổ hoàng cung trầm tường hỏi có nhưng này phi thường gian nan ta cùng trịnh huyền cũng chỉ là tới gần hoàng thành cũng đã bị phát hiện sau đó chúng ta không thể không trốn tới nơi này thiên cổ hoàng thất phi thường đáng sợ tống dực thần nói rằng trầm tường đương nhiên biết nếu như không đáng sợ cũng không cách nào đem một bộ tộc mạnh mẽ tiêu diệt. Hơn nữa còn đem bọn họ phong ấn ở trong này, đi. Thôi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm vạn đạo thần thổ. Tống dực thần đã trôi nổi lên, trầm tường cùng sau lưng hắn, ở hắn dưới sự hướng dẫn. Bay về phía xa xa một mảnh khói đen, cái kia có phải là tiến vào địa phương? Trầm tường hỏi, trước hắn tiến vào cái này bị phong ấn khu vực thì Liền gặp được như vậy xương mù dày, không? Phải, chỗ đó càng thêm đáng sợ, có điều đó chỉ là đối với Thiên Cổ Thần tộc nhân hòa những tộc. Quần khác người tới nói, đối với ta cũng không có cái gì. Chỗ đó đã từng là chúng ta bộ tộc thánh địa vị trí. Chúng ta Thái Dương Thần đàn đang ở bên trong, lượng lớn vạn đạo thần thổ cũng ở bên trong. Tống Dực Thần nói rằng, trầm tường nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể đến đến lượng lớn vạn đạo thần thổ liền phi thường kích động không khỏi tăng nhanh tốc độ hắn cảm giác mình nếu là đến đến lượng lớn vạn đạo thần thổ cái kia nhất định phải cố gắng cảm tạ tống dực thần bọn họ vì lẽ đó hắn dự định trợ giúp tống dực thần bọn họ đoạt lại thái dương thần đan sau đó trợ giúp bọn họ loại bỏ phong ấn trịnh đại ca thật bận bịu nha đều không thế nào xem từng thấy hắn trầm tường nói rằng hắn chính khắp nơi tìm kiếm đồng bạn sau đó đem vạn đạo tri nguyên cho bọn họ thuận tiện thống kê một hồi còn có bao nhiêu đồng bạn là có thể biến trở về hình người tống dực thần nói rằng vạn đạo tri nguyên khả năng không đủ nếu là đến thời điểm không đủ còn cần ngươi giúp đỡ không thành vấn đề trầm tường cười nói này đối với hắn mà nói không phải việc khó gì hắn chỉ cần thông qua diễn sinh pháp liền có thể luyện chế ra đến chỉ có điều cần một ít thời gian mà thôi vậy trước tiên đa tạ ngươi tống dực thần cười nói hắn phi thường vui mừng mình có thể nhận thức trầm tường người lợi hại cỡ này loại có thể cho hắn giúp đỡ rất lớn tống dực thần đã mang theo trầm tường đi tới cái kia mảnh xương mù dày bên ngoài thế nhưng hắn không có lập tức đi vào mà là ở bên ngoài quan sát cũng không biết tại sao còn không đi vào sao trầm tường chờ giây lát sau khi nhìn thấy tống dực thần chính ở chỗ này nhìn vô cùng nghi hoặc bên trong có chút kỳ quái lần trước khi ta tới còn không phải như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây tống dực thần cau mày nói có cái gì kỳ quái ta không có cảm giác đến trầm tường cẩn thận đi cảm ứng bốn phía một cái khí tức không có phát hiện cái gì không đúng cái cảm giác này ngươi phát hiện không được chỉ có đối với bên trong hết sức quen thuộc người mới có thể phát hiện tống dực thần nói rằng ta từ nhỏ đang ở bên trong lớn lên vì lẽ đó có biến hóa gì đó ta đều có thể lập tức biết như vậy hiện ở bên trong có biến hóa gì đó có phải là trở nên nguy hiểm trầm tường hỏi nếu là hiện tại không cách nào đi vào hắn sẽ cảm thấy khá là tiếc nuối ta không thể xác định nói chung bên trong xuất hiện một chút biến hóa ngươi có sợ hay không nếu không ngươi chờ ta ở bên ngoài chính ta đi vào bên trong nhìn Tống Dực Thần nói rằng, nếu như không có nguy hiểm gì, ta trở ra tìm ngươi, chúng. Ta đồng thời vào đi thôi. Trầm Tường đương nhiên không sợ. Hắn hiện tại nhưng là mới vừa vừa bước vào ngạo thế cuồng cảnh. Hơn nữa hắn đối với mình còn phi thường có tự tin. Hắn cảm thấy Tống Dực Thần cũng chỉ là cao hơn hắn một cảnh giới mà thôi. Nếu là hắn dụng hết toàn lực nói không chắc còn có thể đem Tống Dực Thần đánh bại được. Như vậy phải cẩn thận. Tống Dực Thần cũng biết Trầm Tường thực lực không yếu. Huống hồ hiện tại còn bước vào ngạo thế cuồng cảnh, liền như vậy. Hắn cùng Trầm Tường tiến vào phía trước cái kia mảnh bị khói đen bao phủ thánh địa, sau khi đi, vào, một luồng bá đạo khí thế bỗng nhiên kéo tới. Sợ đến Trầm Tường cùng Tống Dực Thần kinh hãi đến biến sắc, thật mạnh nha. Trầm Tường sợ hãi thở dài nói, trong này quả nhiên có biến hóa rất lớn các ngươi tộc trong đám đến cùng ẩn giấu đi cái gì lợi hại đồ vật dĩ nhiên đáng sợ như vậy ta không biết cái này thánh địa vốn là phi thường thần bí lúc trước trong thánh địa trưởng lão toàn bộ chết đi chúng ta bọn tiểu bối này lại không biết bao nhiêu sau đó ta tuy rằng đã tới mấy lần thế nhưng đều không có biến hóa như thế tống dực thần lắc đầu nói trầm tường lúc này sống lưng lạnh cả người trong này rất rõ ràng ẩn giấu đi cái gì lợi hại đồ vật hơn nữa là khoảng thời gian này vừa tỉnh lại, chỉ là không biết là món đồ gì mà thôi, còn có nên đi vào hay không? Tống Dực Thần tuy rằng cũng có chút sợ sệt, thế nhưng hắn cũng rất tò mò, này dù sao cùng bọn họ bộ tộc bí mật có quan hệ. Hắn rất muốn vào xem xem, trong này đến cùng ẩn giấu đi vật gì đáng sợ. Dĩ nhiên có thể thả ra này cỗ để bọn họ cảm thấy run rẩy khí thế đến. Chương 3178, thổ tộc thánh địa. Dấu lớn đến đều đến rồi, đương nhiên muốn vào xem một chút. Trầm Tường cười nói, đi thôi, vào xem xem liền biết là món đồ gì tống. Dực Thần gật gật đầu, Trầm Tường lấy ra Lục Đạo Thần Kính. Vật này tuy rằng không phải rất kiên cố, nhưng ở Phong Khả Nhi không ngừng tăng cường bên dưới. Có thể thả ra càng nhiều đủ loại trận pháp hoặc là phong ấn. Đối với Trầm Tường có trợ giúp rất lớn mà năng lực phòng ngự càng là cực kỳ cường hãn, tống dực thần lúc này đứng lục đạo thần kính mặt. Trên, cũng cảm thấy có một loại không tên cảm giác an toàn, ngươi. Cái này thần khí xem ra cũng thật là lợi hại nha. Tống dực thần tán dương, và... Khà khà, nếu là lại dùng nhiều một chút vạn đạo thần thổ luyện chế quá một lần. Liền có thể trở nên càng thêm lợi hại. Trầm tường cười nói, đúng nếu như lần này thuận lợi liền có thể cho ngươi đến đến lượng lớn vạn đạo thần thổ đến thời điểm đầy đủ ngươi tăng cường vật này tống dực thần nói rằng chỉ là ta lo lắng trong này sẽ xuất hiện biến cố đến thời điểm nếu muốn thu được vạn đạo thần thổ liền rất không dễ dàng không cần lo lắng trong này không biến cố gì trầm tường cũng không phải cảm thấy có cái gì tuy rằng vừa nãy luồng khí thế kia rất đáng sợ thế nhưng là không có cảm giác nguy hiểm, vì lẽ đó hắn vẫn tương đối yên tâm, sau khi đi vào. Trầm tường nhìn thấy đâu đâu cũng có phế tích, trong này kiến trúc cũng đã bị hủy diệt. Thế nhưng trải qua rất nhiều năm, đều đang không có mục nát cái. Này thánh địa kiến trúc vật liệu còn thực là không tối. Nhiều năm như vậy nên toàn bộ mục nát mới đúng. Trầm tường thở dài nói, bởi vì năm đó nơi này bị phá hủy thời điểm đã là rất nhiều vạn năm trước nơi này kiến trúc vật liệu có thể đều là gia nhập vạn đạo thần thổ vì lẽ đó không có như vậy dễ dàng mục nát đi tống dực thần để trầm tường nói không ra lời dĩ nhiên dùng vạn đạo thần thổ đến kiến tạo phòng ốc chuyện này quả thật là xa xỉ nha mặc dù là vạn đạo bên trên những cường giả kia e sợ đều không tưởng tượng nổi đi chẳng trách thiên cổ thần tộc sẽ như vậy đỏ mát không tiếc hết thảy đều muốn tiêu diệt đi cái này bộ tộc sau đó cướp giật nơi này vạn đạo thần thổ chỉ bất quá bọn hắn phí công một hồi đến hiện tại đều không cho tới bao nhiêu vạn đạo thần thổ đúng rồi nếu như không phải ngươi mang ta tiến vào thoại sẽ gặp phải nguy hiểm gì trầm tường hỏi bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua để hắn cảm thấy âm trầm có chút đáng sợ không biết tống dực thần suy nghĩ một chút chỉ nói là ra ba chữ này ta biết những tộc quần khác người tiến vào trong này, mặc dù có thể đi ra ngoài, cũng sẽ điên mất hoặc là trọng thương, lúc trước thiên cổ thần tộc bên trong những kia lão cường giả tiến vào lần thứ nhất thời điểm, đem Thái Dương thần đàn lấy đi, cho rằng trong này sức mạnh thần bí sẽ yếu bớt. Nhưng bọn họ lần thứ hai phái người sau khi đi vào, những người kia lúc đi ra, cả người đều dạn nứt thịt trên người từ vết rách không ngừng nhô ra. Bị chết rất thảm rất thảm tống dực thần nói rằng lúc trước đám kia thiên cổ thần tộc người có thể đều là ngạo thế cuồng cảnh trung kỳ nha có thực lực còn còn mạnh mẽ hơn ta vậy ta sẽ có hay không có sự nha trầm tường trong lòng kinh hãi rất là lo lắng sẽ không chỉ cần có ta ở bên cạnh ngươi sức mạnh kia liền sẽ không xuất hiện tống dực thần nhìn thấy trầm tường bị dọa đến sắc mặt trắng bạch không khỏi nở nụ cười tuy rằng tống dực thần nói tới phi thường khẳng định thế nhưng trầm tường vẫn là có chút không yên lòng lục đạo thần kính phi hành đến khá là trầm chậm trầm tường hiện tại cũng không dám nhắc tới cao tốc độ lo lắng sẽ gặp phải đột nhiên xuất hiện sự tính đến thời điểm không tốt ứng đối cái này thánh địa từ bên ngoài xem ra bị khói đen bao phủ lên thế nhưng tiến vào bên trong sau khi cũng không phải đen kịt một mảnh chỉ là khá là tối tăm nhìn kỹ còn có thể nhìn rõ ràng rất nhiều thứ Trầm Tường một đường đi vào liền có thể nhìn thấy rất nhiều rách nát phòng ốc nơi này chính là thánh địa trung gian. Tống Dực Thần đột nhiên chỉ về đằng trước một hố sâu nói rằng, "Trầm Tường nhìn phía trước." Nói rằng, các ngươi thánh địa trung gian hóa ra là một rất lớn hố sâu sao cái? Kia hố thật rất lớn, hơn nữa rất sâu. Trầm Tường cảm thấy này không quá như là một thánh địa trung gian, đương. Nhiên không phải, nơi đó nguyên lai nhưng là một cái quảng trường chỉ có điều bởi vì bạo phát chiến đấu hơn nữa ở chính giữa thái dương thần đàn bị lấy đi cho nên mới phải biến thành như vậy tống dực thần bất đắc dĩ nói thánh địa triệt để hủy diệt rồi trầm tường khống chế lục đạo thần kính bay qua hắn nguyên bản chỉ là muốn tới gần một điểm thế nhưng chờ hắn tới gần sau khi nhưng cảm ứng được lục đạo thần kính đột nhiên mất khống chế trầm tường đừng tới vạn đạo thần thổ không ở bên kia tống dực thần vội vã hô thế nhưng trầm tường lục đạo thần kính vẫn như cũ bay qua điều này làm cho tống dực thần vô cùng nóng nảy trầm tường mau dừng lại nha tống dực thần thúc giục ta dừng không được đến trầm tường cũng sốt ruột cũng không biết nguyên nhân gì hắn lục đạo thần kính dĩ nhiên không bị khống chế trực tiếp bay qua tại sao dừng không được đến tống dực thần hỏi sau khi cũng được đáp án bởi vì hắn cảm ứng được một luồng sức hút đang đem bọn họ hút vào cái kia trung gian hố sâu gay gâu trầm tường vội vàng bay lên lên muốn bay khỏi cái kia cỗ sức hút thế nhưng cũng chưa thành công chạy không thoát sao tống dực thần kinh gọi lên sau đó kéo trầm tường muốn bay ra ngoài thế nhưng bất luận hắn dùng sức thế nào cũng không cách nào bay ra ngoài lúc này bọn họ đã xuống tới cái kia hố sâu một nửa ha ha các ngươi đừng dẫy ruộng ta ăn chắc các ngươi phía dưới truyền đến một đạo giữ tận tiếng cười trầm tường nghe được sau khi càng thêm liều mạng bay lên trên thế nhưng bất luận hắn cùng tống dực thần dùng như thế nào kính cũng không cách nào bay lên hơn nữa trầm tường cũng sử dụng thời không lực lượng cũng không có bất kỳ tác dụng gì không cần sợ tống dực thần hít sâu một hơi nói rằng chúng ta muốn tỉnh táo lại trầm tường gật gật đầu ừm hai người bọn họ đều bình tĩnh lại cũng không có tiếp tục bay lên trên đi. Trầm tường nắm chặt cửu tiêu thần kiếm cùng lục đạo thần kính, nếu là xảy ra bất chắc. Hắn chờ một chút cũng có thể tới kịp làm ra ứng đối, rất nhanh, bọn họ liền đến đến dưới đáy. Nơi này cũng không phải hắc ám, dĩ nhiên có một chút lờ mờ kim quang, đây là vạn đạo thần thổ. Trầm tường kinh gọi lên, nơi này vạn đạo thần thổ nhiều vô cùng, đầy đất đều là, ha ha. Vậy thì thế nào, các ngươi cũng không thể mang đi hơn nữa các ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị ta ăn đi. Cái kia giữ tợn âm thanh lại cười to lên, nghe thấy này giữ tợn tiếng cười lớn. Trầm tường cùng tống dực thần lập tức nhìn sang. Ở một cái trên vách đá dĩ nhiên có một ông già thiếp ở phía trên. Trên người hắn chắt mấy cái kiếm. Chính là này mấy cái kiếm đem hắn đóng ở phía trên thạch bích là thiên cổ thần tộc người, hơn nữa còn là thiên cổ hoàng thất gia hòa tống dực thần cả giận nói cái tên này tại sao lại ở chỗ này các ngươi đều tới đây cho ta ông lão kia bắt đầu cười ha hả chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên tràn ra lúc thì đỏ sắc nhàn nhạt quang hà một luồng sức hút đột nhiên xuất hiện đem tống dực thần cùng trầm tường đều hút quá khứ trầm tường cùng tống dực thần bị hấp quá khứ thời điểm đều tiến hành rồi công kích đặc biệt tống dực thần từng quyền ngạo thế cuồng lực không ngừng nổ ra đi, oanh kích ở cái kia trên người ông lão. Thế nhưng ông lão này nhưng một chút việc đều không có. Trường 3179, thần đàn bên dưới. Dấu lớn thổ tộc tiểu quỷ, các ngươi chết chắc rồi, ta chờ đợi lâu như vậy. Cuối cùng cũng coi như đợi được các ngươi tới, ngày hôm nay liền để ta ăn no nê đi. Ông lão cười to lên, thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ tống dực thần công kích dĩ nhiên đối với hắn không có tác dụng trầm tường cùng tống dực thần lúc này bị một chút hấp quá khứ trầm tường nắm cửu tiêu thần kiếm tay đã thấm đầy mồ hôi nếu là hắn cửu tiêu thần kiếm không cách nào đem người lão giả này chém giết hắn cùng tống dực thần khả năng liền muốn bị ăn đi ta muốn ăn ha ha ông lão cười gằn quát ăn con mẹ ngươi trầm tường tới gần sau khi trong tay cửu tiêu thần kiếm mãnh vỗ tới xẹt qua ông lão kia cổ trực tiếp đem đầu lâu chặt đứt và n. Cái đầu kia lăn rơi trên mặt đất sau khi, sức hút lập tức biến mất rồi, vạn. Đạo thần thổ luyện chế thần binh. Cái này không thể nào, các ngươi những này thổ tộc gia hỏa đã không có luyện khí sư cho các. Người luyện khí, các ngươi không thể có lợi hại như vậy thần binh. Ông lão kia kinh hãi không ngớt. Hắn không nghĩ tới trầm tường cửu tiêu thần kiếm đáng sợ như vậy. Dĩ nhiên quên phòng ngự, trầm tường cười lạnh nói, làm sao không thể. Người hiện tại không phải nhìn thấy không? Lão già hỏa, đi chết đi cho ta, sao? Đó, tống dực thần lập tức phi đạp quá khứ, đem toàn thân hắn sức mạnh ngưng tụ ở trên chân. Sau đó quay về cái đầu kia mạnh mẽ dẫm đạp xuống, oanh, đầu lâu bị dẫm bạo sau khi. Bùng nổ ra một trận sóng khí, trầm tường cũng vội vàng đem thân thể kia ngạo thế của nguyên. Châu móc ra, ném vào thiên sáng đỉnh lô bên trong, nguy hiểm thật nha tống dực thần hô một cái khí vừa nãy bọn họ suýt chút nữa liền bị ăn đi trầm tường lấy đi ngạo thế của nguyên châu sau khi liền bắt đầu đào lấy nơi này lượng lớn vạn đạo thần thổ nơi này vì sao lại nhiều như vậy vạn đạo thần thổ trầm tường hỏi ngươi không phải nói không ở nơi này sao khả năng nơi này ở nơi sâu xa lý do sẽ xuất hiện tống dực thần đi tới vừa nhìn cau mày nói không đúng những này vạn đạo thần thổ là từ chỗ khác làm tới được chẳng lẽ có người được vạn đạo thần thổ liền ném tới đây trầm tường rất nhanh sẽ đem nơi này vạn đạo thần thổ toàn bộ lấy đi có hết mấy vạn cân nhiều như vậy đã được rồi trầm tường là cái rất dễ dàng thỏa mãn người chúng ta đi tới sau khi liền trở về đi những này vạn đạo thần thổ đủ ta dùng không được ngần ấy làm sao đủ Tống Dực Thần cảm thấy rất ít bởi vì hắn gặp rất nhiều vạn đạo thần thổ, được. Rồi, như vậy chúng ta tiếp tục đi tìm vạn đạo thần thổ. Trầm Tường nhìn một chút bộ thi thể kia cau mày nói, cái tên này vì sao lại bị đinh ở đây? Chúng ta đi nhìn những kia đinh trụ hắn trường kiếm, trầm. Tường đi tới nhổ xuống một thanh kiếm, cẩn thận nhìn một chút, nói rằng Những này kiếm đều lẫn vào một chút vạn đạo thần thổ. Nhưng không có ta này thanh nhiều như vậy, đúng. Hơn nữa những này kiếm đều là thiên cổ thần tộc người. Tống Dực Thần càng thêm nghi hoặc, Trầm Tường đem ở U Dao Sơn trang bên trong quanh năm bế quan. Linh Thông Quỷ phóng ra, "Linh Thông Quỷ, ngươi xem một chút có thể hay không thu thập được nơi này tàn hồn?" Ta nghĩ hiểu rõ một ít chuyện, Trầm Tường nói với Linh Thông Quỷ. Linh Thông Quỷ vẫn luôn theo Trầm Tường, Linh Thông Quỷ năm đó ở Vạn Đạo Lăng mộ bên trong. Liền bị giam ở một cái tiểu trong phòng, vì lẽ đó chính hắn cũng phi thường yêu thích yên tĩnh. Huống hồ ở hắn u dao sơn trang bên trong một góc vắng vẻ có cái nhà nhỏ tử. Bên trong hoàn cảnh rất tốt, lại an toàn, lại có trầm tường cung cấp đan dược. Hắn ở bên trong ngốc đến có thể hài lòng, không thành vấn đề. Linh thông quỷ nói rằng, trầm tường nhiếp hồn ma chú không có cách nào đối với rất mạnh người xử. Dụng, nếu không sẽ bị phản phệ, nghiêm trọng có thể làm cho linh hồn của hắn chịu đến rất lớn. Thương tích vì lẽ đó chính hắn cũng không dám lung tung đối với mạnh hơn hắn rất nhiều người. Sử dụng, linh thông quỷ rất nhanh sẽ thu thập được lượng lớn tàn hồn, ta muốn biết nơi này vì sao lại có nhiều như vậy vạn đạo thần thổ. Trầm tường nói rằng, những này vạn đạo thần thổ đều là thiên cổ thần tộc bên trong bảy cái trưởng lão đồng thời thu thập được lúc trước bọn họ đem phía trên này thái dương thần đàn lấy sau khi đi phát hiện nơi này xuất hiện một hố sâu sau đó liền đồng thời hạ xuống hạ xuống thời điểm bọn họ lo lắng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn vì lẽ đó liền đem vạn đạo thần thổ đổ ra chuẩn bị chia hết mà cái kia bị ngươi giết chết ông lão là đại trưởng lão hắn muốn hơn một nửa vạn đạo thần thổ cái khác sáu cái trưởng lão không muốn liền liên hợp công kích hắn thế nhưng bọn họ cũng không dám hạ sát thủ nhân vì cái này đại trưởng lão chết đi bọn họ cũng sẽ bị hoài nghi vì lẽ đó bọn họ hay dùng kiếm trận đem hắn đóng ở trên tường thế nhưng bọn họ vừa làm xong liền đại trưởng lão sử dụng bí pháp hút sạch trên người bọn họ sức mạnh vì lẽ đó bọn họ cũng chết rồi trầm tường cùng tống dực thần sau khi nghe xong giờ khóc giờ cười lúc trước trầm tường liền từng trải qua thiên cổ thần tộc người phẩm tính vì lợi ích có thể bất cứ lúc nào trở mặt trầm tường để linh thông quỷ trở lại u giao sơn trang. Bên trong, sau đó hắn nhìn một chút tống dực thần, nói rằng. Bọn họ vốn là muốn muốn thăm dò cái hố sâu này, nhưng cũng phát sinh chuyện như vậy. Chúng ta muốn không cần tiếp tục tham tra được, muốn. Tống dực thần lập tức làm ra quyết định, sau đó nhìn một chút sơn động, cau mày nói. Thế nhưng nơi này không có lối ra, mở miệng nha, trầm Tường cười nói, tìm xem xem liền biết hắn. Thả ra lượng lớn vệ thiên thử, bay nhảy đến bốn phía, rất nhanh sẽ tìm tới một chỗ. Ở nơi đó có một khối to lớn tảng đá chặn lại rồi. Một con vệ thiên thử có thể thông qua tảng đá khe hở đi vào, sau đó đi đến một con đường ở bên kia, Trầm Tường nói rằng, sau đó đi tới. Dùng Lục Đạo thần kính rất dễ dàng liền đem khối cự thạch này cho bổ ra xuất hiện một cái cửa động, đây là các ngươi bộ tộc lưu lại, không biết ẩn giấu đi cái gì. Trầm tường nói rằng, vào xem một chút đi. Ta mặc dù là thổ dân, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, ta đều đã biến thành một con thú. Đều không có cố gắng tra xét qua cái này bị hủy diệt thánh địa. Tống dực thần thở dài nói, hiện tại nhất định phải ngắm nghía cẩn thận, trầm. Tường lấy ra một viên phát sáng thạch sau đó cùng tống giật thần tiến vào đường nối liền ở tại bọn hắn bước vào đường nối sau khi một luồng khí thế hết sức đáng sợ bỗng nhiên truyền đến này cùng bọn họ trước cảm nhận được luồng khí thế kia là như thế điều này làm cho bọn họ đột nhiên dừng bước lại không dám tiếp tục hướng phía trước dĩ nhiên ở trong này trầm tường dùng mình một cái cái kia cỗ để bọn họ phi thường hoảng sợ khí thế chính là từ cái này đường nối nơi sâu xa thả ra ngoài bọn họ cũng không biết là cái gì hiện tại chúng ta đối với cơn khí thế này cảm thụ càng thêm rõ ràng tuy rằng rất đáng sợ thế nhưng là không gặp nguy hiểm tống dực thần nói rằng trầm tường ngươi ở chỗ này chờ ta chính ta đi vào nếu là ta không ra được liền nói cho trịnh huyền hướng về thiên cổ thần tộc người chuyện báo thù liền giao cho hắn đùa gì thế, chúng ta đồng thời đến, đương nhiên muốn đồng thời đi vào. Trầm tường thả ra một phệ thiên thử, để nay phệ thiên thử biến thành lão thử nhân. Ta trước hết để cho cái tên này dò đường, vì... Càng thêm bảo hiểm, trầm tường thả ra càng nhiều lão thử nhân, có hơn 10. Đi ở đường nối phía trước nhất, được rồi, ngươi thủ đoạn nhiều như vậy. Nói không chắc có ngươi ở ta sẽ càng thêm an toàn. Tống dực thần bĩu môi chương 3180, cổ thái dương thần đàn. Dấu lớn tống dực thần là không thế nào hy vọng trầm tường cùng hắn đồng thời đi vào. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, hắn sẽ cảm thấy đúng vô cùng không được trầm tường. Trước gặp phải cái kia thiên cổ thần tộc đại trưởng lão. Hai người bọn họ suýt chút nữa mất mạng, nếu không là trầm tường, bọn họ đều phải chết yên. Tâm, nếu là thật gặp nguy hiểm, chúng ta căn bản không sống được tới giờ trầm tường cười vỗ vỗ tống dực thần vai đồ vật bên trong nên không phải sinh linh tuy rằng có khí thế rất mạnh mẽ thế nhưng cũng không có mang theo bất kỳ tâm tình không có sướng vui đau buồn tống dực thần cũng phi thường tán đồng điểm này bọn họ cũng chỉ là cảm nhận được khí thế hết sức đáng sợ cũng không có từ khí thế kia bên trong cảm nhận được bất kỳ tâm tình bằng không bọn họ là có thể phân biệt ra được nếu như là cường giả khí thế hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo và m một luồng ngạo ý hoặc là một sự uy hiếp thế nhưng cơn khí thế này cũng không có chỉ là rất mạnh mà thôi vì lẽ đó trầm tường suy đoán rất có thể là món đồ gì thả ra ngoài vật như vậy quá nửa là rất mạnh năng lượng nguyên loại hình đồ vật trầm tường cùng tống rực thần phi thường yên tâm đi ở trong đường hầm bọn họ cũng không biết tại sao càng là đi vào liền càng là cảm thấy an tâm mặc dù luồng khí thế kia lần thứ hai thả ra ngoài bọn họ cũng không có cảm giác đến hoảng sợ đặc biệt tống dực thần đi vào đường nối nơi sâu xa sau khi hắn cảm thấy có một loại không tên cảm giác an toàn cảm giác được bên trong phi thường an toàn này rốt cuộc là thứ gì vì sao lại để ta có cái cảm giác này tống dực thần phi thường nghi hoặc đột nhiên có gan cảm giác rất thân thiết đây rốt cuộc tại sao vậy chứ? Này nói không chắc là cùng các ngươi bộ tộc có quan hệ. Cho nên mới phải để ngươi có cái cảm giác này. Trầm Tường cười nói, đây là chuyện tốt, chúng ta đi nhanh một chút vào đi thôi, Tống. Dực Thần gật gật đầu, sau đó bước nhanh, hơn nửa giờ sau. Trầm Tường cùng Tống Dực Thần đi ra cái kia cái lối đi. Đi tới một to lớn trong cung điện dưới lòng đất, cung điện dưới lòng đất trung gian có một giấc thấp hơn nữa, rất cổ xưa tế đàn, cái tế đàn này kiến tạo đến vô cùng đơn giản. Nhìn qua chỉ là dùng tảng đá chất lên thành đống. Những tảng đá này gấp lại đến còn không thế nào chỉnh tề, phi thường thô giáp thế nhưng. Cái kia từng luồng từng luồng khí thế đáng sợ chính là từ cái tế đàn này thả ra ngoài, đây. Là cái gì Thái Dương thần đàn? Tống dực thần sửng sốt, kinh ngạc kêu to lên. Mặc dù coi như khá là cũ nát thế nhưng Thái Dương thần đàn chính là như vậy, trầm tường đã đi tới, cái này thái dương thần đàn cũng không cao, chỉ có ba trượng nhiều. Cũng không phải rất lớn, trước hắn gặp qua không ít to lớn tế đàn loại hình đồ vật. Mà cái này là hắn gặp tối nát một cái nhỏ nhất các. Người thổ tộc Thái Dương thần đàn liền như vậy. Trầm tường không nghi ngờ cái này Thái Dương thần đàn sức mạnh. Nhưng nhìn lên cũng quá kém cỏi đi, đương nhiên không phải. Đây là cổ lão nhất Thái Dương thần đàn chúng ta trước thái dương thần đàn chính là dựa theo cái này một lần nữa làm ta còn tưởng rằng tổ chức lại thái dương thần đàn sau khi cái này lão sẽ vô dụng không nghĩ tới lại còn đáng sợ như vậy tống dực thần lắc lắc đầu chúng ta tổ chức lại thái dương thần đàn rất lớn rất đẹp thế nhưng tạo hình cùng cái này giống như đúc cái này thái dương thần đàn có chỗ lợi gì đây trầm tường dùng tay đi sờ sờ cái kia cỗ khí thế đáng sợ lại dâng lên sợ đến hắn vội vã lùi về sau vài bộ, ta không biết, nói chung nhất định có tác dụng. Tống Dực Thần lúc này đã leo lên cái này Thái Dương Thần Đàn, Tống Dực Thần đi tới sau khi. Thái Dương Thần Đàn cũng không có thả ra cái gì khí thế tại. Sao ta sờ một chút thì có động tĩnh lớn như vậy, người đi tới đều không có chuyện gì. Trầm tường lại sờ soạn một hồi, quả nhiên lại xuất hiện cái kia cỗ rất đáng sợ khí thế, khả. Năng bởi vì ta là thổ tộc người duyên cớ đi. Tống Dực Thần than thở, năm đó chúng ta trong tộc lão bối đều không ở. Bằng không bọn họ nhất định biết phải như thế nào sử dụng cái này Thái Dương Thần Đàn, trầm. Tường sáng mắt lên, để Linh Thông Quỷ đi ra, "Linh. Thông Quỷ, nhìn nơi này có hay không tàn hồn? Chúng ta muốn biết cái này Thái Dương Thần Đàn có tác dụng gì?" Trầm Tường nói rằng, Linh Thông Quỷ gật gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu phát công dùng hắn loại kia đặc biệt pháp môn nhưng cảm ứng nơi này còn sót lại linh hồn tống dực thần trước liền từng trải qua linh thông quỷ bản lĩnh hắn biết linh thông quỷ năng lực lúc này hắn cũng vô cùng chờ mong linh thông quỷ có thể thành công nếu như có thể thành công bọn họ liền có thể biết cái này thái dương thần đàn tác dụng mấy cái canh giờ sau linh thông quỷ cuối cùng cũng coi như có thu hoạch đây là chín đại thái dương thần đàn một trong linh thông quỷ nói rằng ta chỉ có thể thu lấy đến chút ít tin tức tuy rằng nơi này có không ít tàn hồn thế nhưng nơi này tàn hồn bởi vì niên đại xa xưa bên trong còn sót lại ký ức đã không hơn nhiều hừm đem ngươi biết đến nói hết ra trầm tường gật gật đầu ở phi thường cổ xưa thời điểm thì có một thái dương thần tộc cái này thái dương thần tộc nguyên bản cũng là ở vạn đạo bên trong thế giới có điều sau đó bởi vì được thái dương lực lượng bọn họ có thể thoát ly vạn đạo sau đó mở ra thiên cổ thái giới nguyên bản gọi là thái dương giới tống dực thần cao mày nói rằng bộ tộc ta bên trong có truyền thuyết như vậy chúng ta tổ tiên năm đó thoát khỏi vạn đạo sau khi có thể chính mình sáng tạo thái dương sau đó để thái dương cho chúng ta cung cấp sức mạnh đúng khi đó nơi này gọi là thái dương giới thế nhưng sau đó chia lìa bởi vì thái dương bên trong thần tộc sản sinh phân liệt bị tách ra hai cái thế giới nơi này được gọi là thiên cổ thái giới mà một cái khác gọi là thái dương giới linh thông quỷ nói rằng các ngươi nơi này chỉ còn dư lại ba cái thái dương cũng chỉ còn dư lại tam tộc nguyên bản thiên cổ thái giới có năm cái thái dương thần tộc ở trên trời tổng cộng năm cái thái dương sau đó cái khác hai cái bị hoàn toàn tuyệt diệt vì lẽ đó liền còn lại ba cái thái dương linh thông quỷ nói rằng thiên cổ thái giới bên trong xác thực chỉ còn dư lại ba cái bộ tộc thiên cổ thú nhân cùng thiên cổ thần tộc hiện tại đều còn tồn tại thổ tộc tuy rằng bị phong ấn nhưng còn kéo dài hơi tàn sống sót cũng không có bị diệt tộc nếu là thổ tộc bị diệt đi liền còn sót lại hai cái mặt trời nơi này năng lượng cũng sẽ ít đi rất nhiều cái này cũng là lúc trước thiên cổ thần tộc người không có ý định dụng hết toàn lực nhưng tuyệt Diệt thổ tộc nguyên nhân, như vậy Thái Dương giới ở nơi nào? Trầm Tường vô cùng hiếu kỳ, hắn không nghĩ tới vẫn còn có cái khác bộ tộc mạnh mẽ. Những này bộ tộc đều giống như Thiên Cổ Thần tộc mạnh mẽ. Chính là không biết bọn họ phẩm hạnh như thế nào, cái này Thái Dương thần đàn có thể mở ra một con đường. Có thể làm cho hai cái thế giới tương thông, có điều cái này Thái Dương thần đàn đã tổn hại. Linh Thông Quỷ nói rằng, ta chiếm được trong ký ức nhắc qua cần dùng một gì đó vạn đạo thần thổ tinh, mới có thể chữa trị cái này tổn hại thái dương thần đàn, trầm. Tường nhìn về phía tống dực thần, vạn, đạo thần thổ tinh, đây chính là phi thường vật hiếm thấy. Tống dực thần cẩn thận kiểm tra cái này thái dương thần đàn. Phát hiện thái dương thần đàn trên có mấy cái ao xuống phương cách tổng. Cộng 9 cái phương cách lẽ nào cần lớn như vậy vạn đạo thần thổ tinh bỏ vào hay sao? tống dực thần lắc lắc đầu rất khó cho tới nhiều như vậy vạn đạo thần thổ tinh